người phụ nữ để đạt được mục đích, theo đuôi người đàn ông trà trộn vào hội trường cao cấp. Không ngờ kế hoạch của cô sớm đã bị đối phương nhìn thấu. Anh ta không chỉ không vạch trần cô, còn cố ý cùng cô bắt chuyện, hỏi cô nghĩ gì về người đàn ông ở tầng 2. Không ngờ cô gái nhận ra ngay, đây là người tổ chức bữa tiệc tối nay, nhà thiết kế nổi tiếng Alex. Mà thật ra Alex chính là mục tiêu chung của hai người đêm nay. Cô gái tên là Cố Hề Hề, cùng bạn thân Lâm Tiểu Nhã điều hành một cửa hàng trực tuyến. Mặc dù việc kinh doanh không mấy tốt đẹp, nhưng họ vẫn tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, hạnh phúc là bất khả chiến bại. Hôm đó họ nhận được một tin nhắn đặt hàng, khách hàng muốn mua một chiếc váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Alex. Cả hai đều cho rằng đối phương là kẻ lừa đảo, vì giá trị của chiếc váy cưới này vượt quá khả năng chi trả của người bình thường. Hơn nữa lại còn là váy cưới phiên bản giới hạn toàn cầu, mỗi năm Alex chỉ làm 12 chiếc. Hiện tại có tiền cũng rất khó mua được, đơn hàng này vô cùng khó nhằn. Nhưng Lâm Tiểu Nhã lại bị thu hút bởi tiền hoa hồng cách xù, thêm nữa khách hàng còn rất hào phóng chuyển luôn 10% tiền đặt cọc. Biết được Alex sắp tổ chức một bữa tiệc rượu, Lâm Tiểu Nhã không chỉ tìm được thiệp mời, lại càng vì giúp Cố Hề Hề thay đổi giao diện mà chi rất nhiều để thuê một chiếc xe sang. Thế nhưng lần đầu tiên lái xe sang, Cố Hề Hề đã gặp phải một cơn mưa lớn, hơn nữa còn bị một chiếc xe đột nhiên vượt lên, khiến cô vì để tránh người đi đường mà trực tiếp đâm vào đèn đường bên cạnh. Sau đó Cố Hề Hề cũng không để ý đến mình, vội vàng xuống xe kiểm tra tình hình của đối phương. Mạc Tử Hân ngẩng đầu nhìn về phía cô, ký ức tuổi thơ lại xuất hiện. Bóng dáng từng vươn tay giúp đỡ anh khi đó rất giống Cố Hề Hề. Cô dường như là cô gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu. Thật lâu sau Mạc Tử Hân mới có phản ứng nói mình không sao. Lúc này Cố Hề Hề sốt ruột chạy tới bữa tiệc. Mạc Tử Hân thấy xe của cô không thể lái được nữa, liền nói sẽ sắp xếp trợ lý sửa xe và đề nghị đưa cô đến bữa tiệc. Để không mất cơ hội này, Cố Hề Hề đáp ứng đề nghị của đối phương. Sau khi đến nơi, cô để lại phương thức liên lạc của mình cho Mạc Tử Hân, đến lúc đó thuận tiện xử lý bồi thường tai nạn. Sau đó cô vội vàng đi vào khách sạn, ai ngờ đến nơi mới phát hiện thiệp mời không thấy đâu, hình như cô đã để quên trong xe sang mất rồi. Tiệc rượu sắp bắt đầu, Cố Hề Hề vô cùng sốt ruột. Ngay lúc này Doãn Tư Thần đẹp trai lọt vào mắt cô. Sau khi nhanh chóng tính toán tỷ lệ thành công trong lòng, Cố Hề Hề đi thẳng về phía anh. Kỹ năng diễn xuất của cô rất xuất sắc, trình diễn một cảnh mập mờ nho nhỏ, cứ như vậy thuận lợi trà trộn vào bữa tiệc. Trong cuộc trò chuyện với Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề biết được sở thích của Alex. Cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chủ động tiến tới chào hỏi Alex. Sau đó nói lại những lời vừa rồi của Doãn Tư Thần cho anh ấy nghe. Quả nhiên thành công nhận được sự tán thưởng của đối phương. Nhưng ngay khi hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, nhân viên an ninh đột nhiên đi tới yêu cầu xem thư mời của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không còn cách nào khác đành phải nói thiệp mời ở trên người bạn trai. Nhưng khi được hỏi về tên của bạn trai, cô nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hai người mới gặp nhau lần đầu có ma mới biết tên anh ta là gì. Cứ như vậy Cố Hề Hề được đưa tới phòng an ninh để thẩm vấn. Nhân viên an ninh cho cô 5 phút, tìm ai đó để chứng minh rằng cô không lẻn vào. Nếu không thì cứ chờ bị bắt đến đồn cảnh sát. Điều này khiến Cố Hề Hề sốt ruột, cô vẫn chưa mua được váy cưới không thể bị mời ra ngoài như vậy. Lúc này Doãn Tư Thần từ ngoài cửa đi vào, Cố Hề Hề mới hiểu mọi chuyện vừa rồi đều do anh ta sắp xếp. Thì ra tối nay Doãn Tư Thần cũng có mục đích của mình. Anh cần một người phụ nữ có được sự tán thưởng của Alex để giả làm bạn gái mình, nhằm đạt được sự hợp tác với đối phương. Tuy rằng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ về đơn đặt hàng của mình, Cố Hề Hề cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của anh ta. Sau đó ra ngoài, Doãn Tư Thần lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cho cô, hai người nắm tay nhau giả vờ thân mật trở lại bữa tiệc. Alex nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Cố Hề Hề, liền lập tức nhận ra đây là tác phẩm cuối cùng mà người vợ đã mất của anh thiết kế. Sau khi vợ qua đời, anh đã bán đấu giá sợi dây chuyền theo di nguyện của cô ấy. Không ngờ nó lại tình cờ đến tay Cố Hề Hề. Duyên phận này khiến Alex rất có thiện cảm với hai người. Vì thế anh hy vọng Cố Hề Hề có thể đeo sợi dây chuyền này, mặc trang phục mới mà anh vừa thiết kế cùng anh lên sân khấu, cũng xem như là bày tỏ sự tôn kính đến người vợ quá cố của anh. Cố Hề Hề đang muốn đồng ý, nhưng lại bị Doãn Tư Thần lấy lý do cơ thể không khỏe từ chối, sau đó kéo cô rời đi. Những gì anh ta muốn là hợp tác với Alex, không hy vọng những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nói xong còn không quên tháo dây chuyền xoay người rời đi. Cố Hề Hề không ngờ anh lại qua cầu rút ván như vậy, hành động trở mặt này còn nhanh hơn lật sách. Điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của cô. Thế là cô trực tiếp đến tìm Alex, nói rằng sợi dây chuyền của mình đã bị mất, buộc Doãn Tư Thần không thể không ra mặt giải thích. Mà Cố Hề Hề cũng nhân cơ hội này đề nghị mua một chiếc váy cưới do Alex thiết kế. Không nghĩ tới Alex lại rất sảng khoái đồng ý và bảo cô ngày mai đến khách sạn tìm mình. Nói xong anh liền rời đi, để lại sân khấu cho họ khiêu vũ. Cố Hề Hề nói với Doãn Tư Thần đây mới là hợp tác, người chỉ quan tâm đến mình quá ích kỷ. Hy vọng sau chuyện này hai người sẽ không gặp lại. Sau một điệu nhảy, Cố Hề Hề xoay người tiêu sái rời đi. Kết quả khi đi ngang qua hồ bơi, cô vô tình bị trật chân. Ngay khi sắp ngã xuống, Doãn Tư Thần nhanh tay bắt được tay cô. Nhưng bởi vì trọng tâm không đứng vững, hai người cùng rơi xuống hồ bơi, hơn nữa còn ngoài ý muốn hôn môi. Sau khi ra khỏi hồ bơi, Doãn Tư Thần chỉ lo kiểm tra sợi dây chuyền, hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của Cố Hề Hề. Tức giận cô liền cởi áo khoác ra, trả lại sợi dây chuyền cho anh ta sau đó rời đi. Vốn tưởng rằng sau này hai người sẽ không gặp nhau nữa, nhưng đạo diễn lại không đồng ý như vậy. Hôm sau khi Cố Hề Hề tự tin đến khách sạn lấy váy cưới, lại được Alex cho biết Marie Mae của anh sẽ gia nhập vào Wildman của Doãn Tư Thần, vì đã ký hợp đồng nên anh không thể tự bán. Thấy cô hoàn toàn không biết chuyện này,
Alex lại nói nhất định là Doãn Tư Thần cố ý chuẩn bị bất ngờ cho cô. Cố Hề Hề nghe vậy trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn. Sau đó cô đến gặp Lâm Tiểu Nhã nói Doãn Tư Thần là một tên khốn, chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân. Mà Lâm Tiểu Nhã lại nói cho cô biết hai tin tức khiến cô càng thêm điên tiết. Đầu tiên người vượt xe của cô tối hôm qua chính là Doãn Tư Thần, hai là cô nổi tiếng rồi. Nụ hôn tai nạn tối qua của cô và Doãn Tư Thần đã được người ta bê lên hot search. Bạn trai Triệu Trạch Cương của Cố Hề Hề cũng vì vậy mà đề nghị chia tay. Cố Hề Hề muốn đi tìm hắn giải thích rõ ràng, ai ngờ lại phát hiện hắn đã sớm tìm được màng khác từ lâu. Bởi vậy cô không giải thích chuyện scandal mà là trực tiếp nói chia tay với hắn. Lâm Tiểu Nhã thấy thế an ủi, nói buổi tối sẽ dẫn cô đến quán bar không say không về. Mà tất cả đều bị Doãn Tư Thần và Thượng Kha ở một bên nhìn thấy. Thượng Kha đoán Cố Hề Hề bị chia tay là bởi vì ảnh chụp của cô và Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nghe vậy suy nghĩ một lát, cũng quyết định buổi tối sẽ đến quán bar. Buổi tối Cố Hề Hề và Lâm Tiểu Nhã uống say, lại đột nhiên thèm ăn cánh gà nướng cay biến thái, thế là Cố Hề Hề liền ra ngoài mua. Còn Lâm Tiểu Nhã thì đi vệ sinh, lúc này Doãn Tư Thần và Thượng Kha vừa vặn đi vào. Doãn Tư Thần nhìn trái nhìn phải nửa ngày cũng không thấy Cố Hề Hề đâu, còn tưởng rằng cô đã đi rồi, thì cô đột nhiên mang theo cánh gà ngồi ở bên cạnh mình. Hơn nữa còn nhận nhầm anh là Lâm Tiểu Nhã. Ngay sau đó cô bắt đầu chửi bới Doãn Tư Thần là một tên yêu quái máu lạnh vô tình không có nhân tính, tên khốn đó đã hủy hoại cuộc đời cô, hủy hoại sự nghiệp và tình yêu của cô. Một ngày nào đó cô nhất định phải tiêu diệt anh ta. Sau một trận mắng to, Cố Hề Hề ngã vào lòng Doãn Tư Thần ngủ say, còn ôm anh không chịu buông tay. Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện thoại cho trợ lý Phi Ngang đến đón, sau đó dìu cô ra khỏi quán ba nhét vào xe. Cố Hề Hề vừa mới vào trong xe còn nghĩ đến cánh gà của mình liền thò đầu ra, Doãn Tư Thần cúi xuống hỏi cô có chuyện gì. Kết quả bị cô túm lấy cà vạt hôn một cái. Doãn Tư Thần bị nụ hôn bất thình lình này làm cho ngây người, sau đó nhìn về phía Phi Ngang yêu cầu không được nói ra. Tiếp theo anh lên xe muốn thắt dây an toàn cho cô, lại bị cô sàm sỡ lần thứ hai. Lúc này anh thật sự chỉ muốn mau chóng đưa cô về nhà. Ngày hôm sau Cố Hề Hề thức dậy, lại nhìn thấy mẹ đang dọn đồ. Hóa ra bố cô đã lấy hết tiền thuê nhà đi đầu tư. Nếu còn không đóng tiền chủ nhà sẽ đòi lại nhà. Hơn nữa mấy hôm sau là sinh nhật của bà nội cứ đòi đặt phòng riêng trong khách sạn 5 sao, đến lúc đó lấy tiền đâu mà trả. Cố Hề Hề an ủi mẹ đừng lo lắng, nói gần đây mình nhận được một đơn đặt hàng lớn, những vấn đề này rất nhanh đều có thể giải quyết. Sau đó Cố Hề Hề đến Wyman tìm Doãn Tư Thần. Nhân viên lễ tân thấy cô không có hẹn trước vừa định từ chối, lại được đồng nghiệp cho xem tin tức cô là bạn gái của CEO, liền vội vàng dẫn đường đến văn phòng Doãn Tư Thần. Vừa gặp Cố Hề Hề liền đề nghị muốn mua một bộ váy cưới, nhưng Doãn Tư Thần lại nói 3 tháng nữa váy cưới Marie Me sẽ được bán trong trung tâm thương mại của Wyman, đến lúc đó cô có thể mua nó. Còn trước khi thương hiệu vào trung tâm mua sắm, trên toàn thế giới sẽ không ai có thể mua váy cưới Marie Me. Trừ khi anh kết hôn đột ngột, có thể xem xét việc chuẩn bị một bộ cho vợ mình. Nhưng đương nhiên nếu anh kết hôn, đối tượng tuyệt đối không phải là cô. Bộ dạng kiêu ngạo là ích kỷ này khiến Cố Hề Hề tức điên mắng chửi một trận. Bởi vì nguyên nhân của anh mà cô không chỉ thất tình, lại còn không thể hoàn thành đơn đặt hàng của mình. Thấy thái độ của anh cực kỳ cuồng vọng tự đại, cô chỉ muốn lấy cốc nước rửa mặt cho anh, nhưng lại bị anh đè lại. Cố Hề Hề không làm gì được chỉ có thể tức giận rời đi, lại không ngờ dẫm lên dây giày suýt ngã. Doãn Tư Thần thấy thế giữ chặt tay cô, hai người cứ như vậy ngã xuống sofa. Tiếp xúc bất ngờ làm cho nhịp tim của cả hai tăng tốc. Sau khi phản ứng lại Cố Hề Hề cuống quýt chạy trốn. Ngay sau đó cô đi tìm Alex, nói dối mình và Doãn Tư Thần đã yêu nhau nhiều năm, trước đó trong tiệc rượu Doãn Tư Thần cầu hôn cô, nhưng lúc đó cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó khi cô nhìn thấy váy cưới của Alex, đột nhiên hồi tâm chuyển ý đối với hôn nhân tràn ngập chờ mong. Vì vậy cô muốn mua một chiếc váy cưới của Alex, dự định cho Doãn Tư Thần một bất ngờ. Alex nói hiện tại mình không thể lén bán váy cưới cho cô được, nhưng nếu cô không chê, anh có thể bán chiếc váy cưới may tay lúc trước cho cô. Cố Hề Hề vô cùng vui vẻ, sau khi trở về cô liền nhắn tin cho khách hàng, nói mình đã có được quyền ưu tiên mua váy cưới của Marie Me, cần anh nhấn đã nhận được hàng ở đơn cọc 10% trước đó. Hiện tại hai người còn không biết đối phương là ai, hơn nữa Doãn Tư Thần đã lấy được quyền đại diện của Marie Me, liền cho rằng Cố Hề Hề là kẻ lừa đảo, vì thế anh nhất định phải nhìn thấy giấy xác nhận mua hàng, sau đó mới thanh toán toàn bộ số tiền. Hôm nay là buổi họp báo Marie Me gia nhập Wyman, Alex thấy Cố Hề Hề không đến liền hỏi thăm. Doãn Tư Thần nói dối cô ấy bị bệnh dạ dày không đến được. Trong buổi họp báo, phóng viên hỏi về chiếc váy cưới may tay của Alex đã được bán cho ai, ai ngờ Alex nói bán cho vị hôn thê của Doãn Tư Thần là Cố Hề Hề. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, đối mặt với nhiều phóng viên có mặt, Doãn Tư Thần không có cách nào chỉ có thể thừa nhận chuyện này. Cố Hề Hề đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, cả nhà cô vừa tổ chức sinh nhật cho bà nội. Nhưng ngay khi Cố Hề Hề đang định quẹt thẻ trả tiền, quản lý nhà hàng lại nói trong phòng thiếu 3 bộ dụng cụ ăn uống bằng bạc, theo giá thị trường thì phải bồi thường 2.000 tệ. Cố Hề Hề biết nhất định là họ hàng tham lam ăn trộm, liền khéo léo bảo họ kiểm tra lại túi của mình xem có bất cẩn lấy nhầm đồ hay không. Bà nội vừa nghe lập tức chửi bới cháu gái, làm sao có thể vu khống người thân nhà mình tay chân không sạch sẽ. Người mẹ nhu nhược cũng khuyên con gái thôi bỏ đi, nhưng Cố Hề Hề không muốn thỏa hiệp nữa, yêu cầu người quản lý trực tiếp báo cảnh sát để xử lý. Họ hàng vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến, cảm thấy cũng chỉ có mấy cái đĩa rách, không đến mức phải làm ầm ĩ như vậy. Bố cô cũng lựa chọn yên ổn, bảo Cố Hề Hề đi bồi thường tiền cho khách sạn là được rồi. Cố Hề Hề nói thẳng loại chuyện này sao có thể bỏ qua,
đây là trách nhiệm pháp lý. Cô vẫn khăng khăng yêu cầu người quản lý báo cảnh sát. Đúng lúc này Mạc Tử Hân xuất hiện, sau khi biết được sự việc anh liền nói muốn thay cô bỏ tiền. Cô hề hề từ chối ý tốt của Mạc Tử Hân, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Anh nghe vậy thì lập tức hiểu được dụng ý của cô, cố tình nói về mức độ nghiêm trọng của việc trộm cắp. Quả nhiên họ Hàng vừa nghe trộm mấy cái đĩa sẽ phải vào tù, sợ tới mức vội vàng lấy ra. Lại còn mắng cháu trai nghịch ngợm giấu đồ vào túi sách. Mà Mạc Tử Hân biết hôm nay là sinh nhật của bà nội, liền bảo quản lý gói đồ lại coi như quà sinh nhật. Cô hề hề không muốn vô cớ chấp nhận lòng tốt của anh đành phải kéo cô sang một bên, khuyên cô không nên khiến người thân của mình mất mặt, bằng không sau này ở trong nhà cũng khó xử. Đúng lúc này Doãn Tư Thần nổi giận xuất hiện, kéo cô hề hề rời khỏi nhà hàng. Hai người cãi nhau như oan gia, anh một câu tôi một câu ai cũng không chịu nhượng bộ một bước. Đang cãi hăng thì Lâm Tiểu Nhã gọi điện thoại tới, nói với cô hề hề khách hàng mua váy cưới Marie Mae đã hủy đơn. Sau khi điều tra mới biết người này lại chính là Doãn Tư Thần. Vừa nghĩ đến một loạt chuyện xui xẻo gần đây đều từ anh ta mà ra, cô hề hề lại càng thêm tức giận. Ngay khi hai người cãi nhau đến mức không thể giải thích được, Phi Ngang bước vào nói cho Doãn Tư Thần biết, tập đoàn Văn Nghiệp cũng đang có ý định hợp tác Enjoy. Đây là thương hiệu có giá trị nhất của Alex, Doãn Tư Thần đương nhiên cũng hy vọng giành được nó. Nghĩ đến Alex rất thích cô hề hề, anh liền đề nghị cô tiếp tục đóng vai vị hôn thê của mình. Nếu cô đồng ý, anh không những bồi thường tổn thất cho cô, mà còn cho cô một khoản thù lao không nhỏ. Cô hề hề sảng khoái đồng ý, dù sao gây ra ầm ĩ như này cô cũng có một phần trách nhiệm. Tuy nhiên bồi thường thiệt hại cho cô là điều anh nên làm, nhưng cái gọi là thù lao của anh cô sẽ không nhận một xu. Đúng là cô rất thiếu tiền, nhưng sẽ không chấp nhận sự bố thí của anh. Sau đó để không bị Alex nhìn ra sơ hở, Doãn Tư Thần gửi sơ yếu lý lịch của mình cho cô hề hề, yêu cầu cô phải học thuộc trước sáng mai. Còn nói nếu hôm sau kiểm tra cô nói sai một câu thì trừ 5.000, điều này khiến cô tức giận không nhẹ. Nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo người ta là bên A, vì vậy cô chỉ có không ngủ suốt đêm học thuộc lòng. Sáng hôm sau để lấy lòng Alex, Doãn Tư Thần còn sắp xếp cho cô hề hề mặc váy cưới do Alex thiết kế chụp ảnh bìa tạp chí. Ai ngờ khi cô mặc váy cưới lại đặc biệt xinh đẹp và quyến rũ, khiến trái tim anh bất giác hẫng mất nửa nhịp. Cho đến khi Alex đến mới phản ứng lại, trong lúc chụp ảnh Doãn Tư Thần lại càng không tự chủ được bị cô hề hề thu hút. Alex cũng nhịn không được cảm thán cô ấy rất đẹp, nói Doãn Tư Thần rất may mắn. Alex nói trước đó mình còn lo lắng tư duy thương nhân của Doãn Tư Thần sẽ không ăn khớp với khí chất thương hiệu của mình, nhưng nay nhìn thấy cô hề hề bên cạnh anh mình cũng yên tâm rồi. Vì vậy Alex quyết định đem quyền đại diện giao cho Doãn Tư Thần, điều kiện anh phải chụp một tấm ảnh với cô hề hề. Thật vất vả mới có thể chờ Alex rời đi, cô hề hề ghét bỏ yêu cầu Doãn Tư Thần bỏ tay ra, mà anh vì để cảm ơn cô, muốn mời cô cùng ăn một bữa cơm. Cô hề hề lập tức từ chối, không cần đi ăn, chỉ cần anh tránh cô càng xa càng tốt là được. Doãn Tư Thần nói nơi này rất khó để bắt xe, cô liền đáp lại thế tôi không có chân à. Nhưng rất nhanh cô đã hối hận, bởi vì mang giày cao gót khiến cô chưa đi được bao xa đã mệt muốn chết. Lúc này Doãn Tư Thần lái xe tới, nói với cô muốn thể hiện mình thì cũng cần có năng lực. Sau đó anh mở cửa xe ra, bên trong xe có một đôi giày thể thao. Cô hề hề không ngờ anh bình thường lạnh lùng bá đạo, thế nhưng cũng có một mặt chu đáo như vậy. Thật vất vả mới sinh ra một chút hảo cảm, ai ngờ trong bữa ăn Doãn Tư Thần lại lấy ra một tấm séc 1 triệu, coi như là thù lao của cô hôm nay. Cô hề hề lập tức từ chối, kết quả anh lại cho rằng cô muốn có được nhiều hơn, còn nói phụ nữ như cô vì tiền mà cái gì cũng có thể làm được. Điều này khiến cô hề hề vô cùng tức giận, trực tiếp hất một ly nước vào mặt anh rồi rời đi. Lại không biết tất cả đều là do Doãn Tư Thần cố ý làm ra. Anh sợ cô sẽ thật sự thích mình, cho nên mới dứt khoát buông lời tàn nhẫn. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là, trong hợp đồng Alex đã đính kèm một điều kiện, ủy quyền của Marie Mae sẽ tự động có hiệu lực sau 3 tháng từ khi hai người kết hôn. Bất đắc dĩ Doãn Tư Thần đành phải đi tìm cô hề hề đề nghị cô cùng mình kết hôn. Anh còn ấy ra một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, hai người sẽ kết hôn trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng sẽ ly hôn. Đến lúc đó cô có thể nhận được một khoản đền bù khổng lồ. Chuyện hoang đường như vậy cô hề hề đương nhiên sẽ không đồng ý, mắng anh bị bệnh không nhẹ rồi bỏ đi. Nhưng Doãn Tư Thần cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngay sau đó, anh dùng danh nghĩa của Alex gửi một chiếc váy cưới qua đường bưu điện đến nhà cô hề hề. Cô cho rằng đây là chiếc váy cưới mà trước đây mình đã đặt mua ở chỗ Alex. Thế nhưng bây giờ khách hàng đã hủy đơn, vì thế cô muốn hoàn lại váy cưới. Tuy nhiên bên phía Doãn Tư Thần không những không cho trả hàng, mà còn yêu cầu cô thanh toán tiền đơn hàng. Nếu trong vòng 3 ngày mà không trả, thì sẽ kiện cô vi phạm hợp đồng. Không thể không nói chiêu này của Doãn Tư Thần thật sự ác. Quả thực khiến cho cô hề hề nóng hết cả ruột. Trong vòng 3 ngày cô biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Gọi cho bạn bè cũng không thể vay một xu. Không còn cách nào khác, cô hề hề đành phải gọi cho Mạc Tử Hân. Kết quả là anh ta đang ở trong núi điện thoại, không có tín hiệu. Thật sự là ngay cả ông trời cũng không giúp cô. Đã vậy hôm nay còn xuất hiện một vị khách không mời. Đối phương là bạn thân của Doãn Tư Thần, Nhiễm Tịch Vi, từ nhỏ đã yêu thầm anh ta. Lần này đến đây là để cảnh cáo cô hề hề tránh xa Doãn Tư Thần ra. Còn nói nếu cô có vấn đề về tiền bạc thì có thể đến tìm mình. Chỉ cần cô đừng quấy rầy Doãn Tư Thần nữa. Cô hề hề vốn đã có một đống chuyện tâm loạn như ma, vậy mà còn có một người như vậy cố tình gây sự. Chính vì thế mà cô thay đổi ý định, ngay lập tức gọi cho Doãn Tư Thần. Hai người ngồi lại với nhau đàm phán vào giây tiếp theo. Cô hề hề nói muốn đồng ý kết hôn cũng được, nhưng anh phải đáp ứng mình 3 điều kiện.
Thứ nhất, cho dù kết hôn cô cũng phải có không gian riêng tư, anh không được quấy rầy cuộc sống công việc của mình. Thứ hai, một ngày chỉ làm việc 8 tiếng, nếu quá giờ phải tính tiền gấp đôi. Thứ ba chính là anh không được nảy sinh bất kỳ tình cảm gì với mình. Doãn Tư Thần ngay lập tức bảo Phi Ngang sửa đổi hợp đồng. Từ thời điểm này trở đi, hai người trở thành vợ chồng hữu danh vô thực. Sau đó mỗi người về nhà báo cáo chuyện kết hôn với phụ huynh. Bố của Doãn Tư Thần nổi trận lôi đình, với điều kiện kinh tế của gia đình, có nhất thiết phải vì tiền mà hy sinh hôn nhân của mình hay không? Nhưng Doãn Tư Thần trực tiếp nói rõ vì Wyman anh cảm thấy rất đáng. Cũng nói mình sẽ chỉ kết hôn giả trong 3 tháng, chuyện này mẹ vẫn chưa biết, cho nên anh nhờ bố đưa mẹ đi du lịch 3 tháng. Đồng thời, người nhà cố hề hề biết được cô đột nhiên kết hôn thì rất kinh ngạc. Bà nội vẫn chỉ quan tâm đến tiền, há miệng hỏi sinh lễ là bao nhiêu. Thấy cô bảo có lẽ là không có liền tức giận, tuyên bố không có sinh lễ 500.000 thì đừng nghĩ đến việc kết hôn. Ai ngờ vừa dứt lời, Phi Ngang dẫn theo một đám người áo đen đi vào cửa, nói là mình thay mặt Doãn tổng đến đưa sinh lễ. Ngay sau đó trực tiếp lấy chìa khóa xe đưa cho bố cố, còn sắp xếp cho tiểu đệ mang đến rất nhiều quà tặng đắt tiền. Bà nội và bố cố lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chỉ có mẹ lo lắng con gái vội vàng lập gia đình không hạnh phúc. Trước khi đi, Phi Ngang nhắc nhở cố hề hề ngày mai chụp ảnh cưới, nhớ mặc bộ váy cưới Marimé đó. Khi Doãn Tư Thần nhìn thấy cố hề hề mặc váy cưới xuất hiện, trong lòng nhịn không được cảm thán thật sự là quá đẹp, nhưng anh vẫn cứng miệng chẳng nói được lời nào tốt đẹp. Lúc này cố hề hề không có thời gian đấu võ mồm với anh, cô chỉ muốn chụp ảnh xong và rời khỏi đây. Doãn Tư Thần nhìn thấy cô đang loay hoay xỏ giày, kìm lòng không được đi qua. Vừa rồi rõ ràng còn cứng miệng, thế nhưng lại cúi người xuống mang giày cho cô. Thượng Kha biết được tin Doãn Tư Thần và cố hề hề kết hôn vô cùng tức giận, còn cảm thấy cô ấy không xứng với Doãn Tư Thần. Nhiễm Tịch Vi cũng rất đau lòng, hỏi tại sao lại là cố hề hề. Doãn Tư Thần lại nói đây là ý trời, khiến hai người không biết nói gì. Nhưng hai người đều cảm thấy cố hề hề không đáng tin, hơn nữa lúc trước nhìn thấy cô ấy và Mặc Tử Hân rất thân thiết, lo lắng Doãn Tư Thần sẽ bị lừa gạt. Doãn Tư Thần vô cùng tự tin, bảo bọn họ hãy tin tưởng mình có thể đối phó với cố hề hề. Sau đó anh lấy cớ có việc phải xử lý, bảo Thượng Kha đưa Nhiễm Tịch Vi trở về. Trên đường trở về, Thượng Kha biết tình cảm của Nhiễm Tịch Vi đối với Doãn Tư Thần, bảo cô muốn khóc thì khóc ra. Nhưng cô lại nói khi còn bé mình đã từng khóc, nhưng Doãn Tư Thần nói nước mắt không giải quyết được vấn đề gì, từ đó về sau cô không bao giờ khóc nữa. Cô vẫn cảm thấy chờ sau khi mình về nước, người đứng bên cạnh Doãn Tư Thần sẽ là mình, không ngờ lại bị cố hề hề phá hỏng. Ngày hôm sau chính là hôn lễ, bà nội của Doãn Tư Thần đột nhiên xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi, hỏi anh có chắc là muốn cưới cô ấy hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cháu trai, bà trước sau giống như biến thành một người khác, vô cùng thân thiết gọi cháu dâu, còn khen cố hề hề xinh đẹp. Còn dặn dò nếu sau này Doãn Tư Thần mà bắt nạt cháu thì cứ nói với bà sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Thấy bà nội hòa ái dễ gần như vậy, trái tim hoảng loạn của cố hề hề cũng vững vàng trở lại. Bà nội vừa mới rời khỏi Nhiễm Tịch Vi liền xuất hiện. Bề ngoài cô ta đặc biệt khách khí với cố hề hề, nhưng sau khi hai người bắt tay, cô ta ghé vào tai cố hề hề nói đối phương đã cướp mất cuộc đời của mình. Địch ý mãnh liệt này làm cho cố hề hề rất bất mãn. Cô nói với Doãn Tư Thần trong hợp đồng hình như đâu có vụ đối phó với tình địch. Ai ngờ anh lại nói cô không yêu mình thì lấy đâu ra tình địch. Cố hề hề á khẩu không nói nên lời, đành phải xoay người đi tìm Lâm Tiểu Nhã. Sau đó chính là nghi thức hôn lễ, cố hề hề mặc váy cưới xinh đẹp tiến vào hội trường. Nhìn hai người trao nhẫn cho nhau, Nhiễm Tịch Vi ghen tị đến cực điểm. Tiếp theo là tiết mục chú rể hôn cô dâu, Doãn Tư Thần bất chấp sự phản đối của cố hề hề vẫn hôn xuống. Nhưng anh rất lịch sự đặt ngón tay của mình ở giữa, rất nhanh đã đến lúc hai người mời rượu. Mẹ cố hề hề thừa dịp người ta không chú ý, lén nhét cho Doãn Tư Thần một tờ giấy nhỏ, dặn anh nhanh chóng cất nó đi. Doãn Tư Thần đi một góc mở ra xem, bên trong là một thẻ ghi nợ và một lá thư. Trong đó bà dặn dò anh nhất định phải đối xử tử tế với con gái mình. Bởi vì sự hèn nhát của bà khiến con gái từ nhỏ chịu quá nhiều ủy khuất. Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng có thể thoát khỏi cái nhà này rồi, bà cảm thấy rất mừng cho con gái. Vì vậy hy vọng Doãn Tư Thần có thể cung cấp cho cô ấy tự do và hỗ trợ trong tương lai. Hy vọng cuộc đời sau này của con gái sẽ không trở nên tầm thường giống như mình. Tình mẫu tử sâu sắc này khiến trong lòng Doãn Tư Thần có chút xúc động. Anh trìu mến nhìn về phía cố hề hề đang uống rượu cách đó không xa. Đêm đại hôn cố hề hề đã uống đến say khướt. Cô ngồi trên giường ôm đầu khóc nức nở, cô tưởng rằng kết hôn là phải cùng người mình yêu nhất tiến vào lễ đường, không ngờ hôn nhân của mình lại là một hợp đồng. Trong lòng cô khó chịu thậm chí còn nói một đống lời mắng chửi Doãn Tư Thần. Bộ dạng sụp đổ này khiến Doãn Tư Thần có chút đau lòng, nhưng cũng ngưỡng mộ cô có thể tùy ý khóc lóc ầm ĩ, không giống như mình phải giấu tất cả những cảm xúc trong trái tim. Có lẽ mình đúng là một tên khốn không có tình cảm. Kết quả anh nói xong lại phát hiện cố hề hề đã ngủ thiếp đi. Doãn Tư Thần vốn định đánh thức cô dậy, kết quả lại bị cô túm lấy kéo ngã xuống giường. Doãn Tư Thần nhìn cố hề hề đang ngủ, tiếp xúc của hai người khiến tim anh đập nhanh hơn. Ngay sau đó anh lại bị cô xoay người ôm vào trong ngực, coi anh như gối ôm của mình. Ngày hôm sau cố hề hề đột nhiên bừng tỉnh, đầu tiên là hoảng hốt nhìn quần áo của mình. Ngay sau đó lại vỗ vỗ gọi Doãn Tư Thần ở một bên. Không ngờ lúc này anh lại từ bên ngoài đi vào. Thì ra tối hôm qua cố hề hề quá dính người, anh không còn cách nào khác hơn là làm cái gối ôm kia cho cô. Sau đó Doãn Tư Thần dẫn cố hề hề đi làm quen với ngôi nhà mà cô sẽ ở lại trong 3 tháng tới. Hơn nữa để không làm cho bà nội nghi ngờ, hai người phải ở chung một phòng. Nhưng Doãn Tư Thần lại để cố hề hề ngủ trong phòng thay đồ,
và không cho phép cô chạm vào bất cứ thứ gì của mình. Mà Mạc Tử Hân nhìn thấy tin tức hai người kết hôn trong lòng vô cùng cay đắng, cuối cùng mình vẫn chậm hơn một bước. Buổi tối Cố Hề Hề nhìn thấy bức chân dung khổng lồ của Doãn Tư Thần, nhịn không được chửi bới anh thật sự là một tên cuồng tự luyến. Đúng lúc này Doãn Tư Thần lại quấn khăn tắm đi vào. Thấy Cố Hề Hề bịt mắt lại, anh mới phản ứng lại vội vàng đóng cửa đi ra ngoài. Trong một môi trường xa lạ, Cố Hề Hề trằn trọc khó ngủ. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, cô đi ra ngoài nhìn mới phát hiện là Doãn Tư Thần đang chống đẩy. Hóa ra anh bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, tập thể dục mệt mỏi có thể ngủ 2 đến 3 giờ. Nếu không sẽ mở mắt cho đến khi bình minh. Cố Hề Hề vừa nghe anh không ngủ được liền muốn chiếm lĩnh giường, dù sao anh cũng không cần đừng lãng phí. Kết quả anh lại nói ngủ hay không là chuyện của tôi, giường là của tôi. Nói xong còn bá đạo ôm lấy cô ném lên sofa. Sau đó Doãn Tư Thần trở lại giường đọc sách, Cố Hề Hề tức giận lại không thể làm gì được, cũng tiện tay cầm lấy một quyển sách. Tuy nhiên cô có thói quen đọc sách nhất định phải đọc thành tiếng, khiến Doãn Tư Thần vô cùng ghét bỏ. Thế nhưng ai ngờ nghe tiếng đọc sách của cô, một lát sau anh vậy mà lại ngủ thiếp đi một cách kỳ diệu. Sáng hôm sau Doãn Tư Thần thức dậy, không thể tin được mình có thể ngủ đến 7 giờ. Đây là giấc ngủ đầu tiên của anh cho đến khi bình minh. Anh nghĩ chẳng lẽ liên quan đến việc tối hôm qua Cố Hề Hề đọc sách, thế là liền bảo cô buổi tối tiếp tục đọc sách cho mình. Sau đó vội vã chạy đến công ty, mà bà nội đối với cháu dâu càng nhìn càng thích, cố ý tự mình thiết kế một cái túi sách tặng cho Cố Hề Hề. Món quà đắt tiền như vậy cô vốn không dám chấp nhận, nhưng bà nội lại bảo cô nhanh chóng cố gắng sinh một đứa cháu trai. Cố Hề Hề trong nháy mắt cảm thấy ngượng ngùng, cô và Doãn Tư Thần là một cuộc hôn nhân hợp đồng, làm thế nào có thể sinh cho bà một đứa cháu trai đây. Vì thế Cố Hề Hề buổi tối liền trả lại túi cho Doãn Tư Thần. Nhưng anh lại nói nếu là bà nội tặng thì cô cứ giữ lấy. Thấy anh nói như vậy cô chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy. Ngày hôm sau Cố Hề Hề nhận được điện thoại của mẹ, liền vội vã chạy đến tiệm giặt ủi, vừa vặn nhìn thấy chủ nhà đến thúc giục trả tiền thuê nhà, nợ tiền thuê một năm gần 100.000 tệ. Cố Hề Hề đành phải ra mặt hứa hẹn trong vòng một tuần mình sẽ trả đủ, chủ nhà mới chịu rời đi. Sau đó cô hỏi thăm mới biết được, sinh lễ do Doãn Tư Thần tặng tất cả đều đã bị bố và bà nội lấy đi. Cô nhịn không được tức giận mẹ vì sao lại luôn nhu nhược để họ chèn ép như vậy. Nhưng đồng thời cũng đau lòng cho bà, không ngừng an ủi mẹ giao cho mình giải quyết. Nói thì nói vậy, tuy nhiên cô nhất thời cũng không có nhiều tiền như thế. Lúc ăn cơm với bà nội cũng không còn tâm trạng. Sau đó thấy bà nội nấu canh cho Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề xung phong để mình mang đến công ty cho anh ấy. Thật ra cô muốn nhờ người chồng trên danh nghĩa này giúp đỡ. Kết quả chờ Doãn Tư Thần bận rộn trở về văn phòng, thấy Cố Hề Hề đã ngủ thiếp đi. Anh nhịn không được, ngồi bên cạnh yên lặng quan sát bộ dáng ngủ say của cô. Mắt thấy cô lảo đảo đầu sắp dập xuống bàn, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy mặt cô. Lúc này Cố Hề Hề bừng tỉnh lại, sợ hãi nói mơ thấy ác mộng mình có tận 3 cái tay. Mà Doãn Tư Thần rể che giấu sự quan tâm của mình, xoay người giả vờ đi uống nước. Cố Hề Hề để giải quyết vấn đề tiền thuê nhà cho mẹ mình, hỏi anh có thể trả một phần thù lao trước cho mình hay không. Doãn Tư Thần vừa nghe liền biết Cố Hề Hề thiếu tiền, nhưng cố ý từ chối yêu cầu của cô, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Hề Hề mắt thấy anh muốn rời đi sốt ruột tiến lên ôm lấy cổ anh, nói mình chỉ muốn tạm ứng một khoản tiền, chứ đâu có đòi thêm tiền của anh, hơn nữa đó là số tiền cô đáng được nhận. Doãn Tư Thần bị ôm lấy trong lòng có loại phấn khích không nói nên lời. Mà Cố Hề Hề cũng cảm thấy hành vi của mình không ổn, cầm túi sách nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thật sự là không có cách nào, Cố Hề Hề đành phải đem một ít sính lễ mà bà nội cô còn chưa mở đem đi trả lại để đổi lấy tiền. Thế nhưng những bộ quần áo này đã vượt quá thời hạn hoàn trả, đối phương không đồng ý trả lại. Đúng lúc này hai người gặp Nhiễm Tịch Vi đang đi mua sắm. Lâm Tiểu Nhã nói cái gì mà thua người không thua trận, nhất quyết muốn ở lại mua sắm, thậm chí còn tranh giành chiếc áo mà Nhiễm Tịch Vi nhìn chúng. Điều này làm cho Cố Hề Hề vốn không giàu có lại càng họa vô đơn chí. Sau khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại liền đến cửa hàng đồ cũ bán quần áo, thế nhưng cũng không được bao nhiêu tiền, so với 100.000 vẫn còn quá xa. Ai ngờ bà chủ lại nhìn chúng túi sách trên người Cố Hề Hề, sau đó ra giá 50.000 để mua nó. Đây là tâm ý bà nội tặng cho mình, Cố Hề Hề sao có thể nói bán là bán. Nhưng bây giờ cô cần một khoản tiền khẩn cấp để giải quyết vấn đề tiền thuê nhà, vì vậy chỉ đành cắn răng thế chấp nó. Nhiều lần dặn dò bà chủ không được bán đi, 3 tháng sau mình sẽ dùng gấp đôi giá để chuộc lại. Tuy nhiên cô không biết, nhất cử nhất động của cô đều bị Nhiễm Tịch Vi nhìn thấy. Buổi tối Cố Hề Hề tâm tình thấp thỏm trở về nhà, quả nhiên vừa nhìn thấy cô bà nội liền hỏi vì sao không đeo cái túi kia, có phải là không thích hay không. Cố Hề Hề có chút chột dạ, nói hôm nay mặt trời quá lớn sợ nắng chiếu hỏng mất. Bà nội cũng miễn cưỡng tin tưởng, đồng thời nói với cô tuần tới là sinh nhật của mình, đến lúc đó cô nhất định phải đeo chiếc túi mà mình tặng đến tham dự. Cố Hề Hề vừa nghe liền biết lần này rắc rối to rồi, nhưng cũng chỉ có thể hứa với bà. Chớp mắt bữa tiệc sinh nhật của bà nội đã đến, Nhiễm Tịch Vi vừa xuất hiện liền nghĩ biện pháp làm cho Cố Hề Hề khó xử, cố ý giới thiệu cô với Thiên Kim Hào Môn ở hiện trường. Quả nhiên trong mắt bọn họ tràn ngập ghét bỏ, hơn nữa nhìn thấy món quà sinh nhật Cố Hề Hề chuẩn bị cho bà nội, họ lại càng không nhịn được châm chọc quá keo kiệt. Lúc này Doãn Tư Thần lại ôm Cố Hề Hề làm chỗ dựa cho cô, nói cô là thiếu phu nhân của nhà họ Doãn, tặng gì cũng được, quan trọng nhất là bà nội vui vẻ. Nhiễm Tịch Vi nhìn Doãn Tư Thần bảo vệ vợ như vậy trong lòng rất khó chịu. Thế là cô ta bắt đầu biểu diễn tặng bà nội một cái túi sách, nói là mình đi mua sắm vô tình phát hiện ra, giống hệt cái túi mà bà đã thiết kế trước đây. Bà nội đương nhiên không tin làm sao có thể được, cái túi đó do chính tay bà thiết kế cả thế giới chỉ có một cái mà thôi.
Vì vậy bà liền bảo Cố Hề Hề nhanh chóng đem túi sách ra so sánh. Cố Hề Hề không còn cách nào, vừa định nói ra sự thật lại bị Doãn Tư Thần ngăn cản, anh nói với bà túi ở trong phòng mình sẽ cùng vợ vào lấy. Sau khi vào phòng, Cố Hề Hề lấy ra một cái túi sách giống hệt từ ngăn kéo. Doãn Tư Thần nhận lấy xem, nói nhái lại cũng giống đấy, lấy từ đâu ra. Thật ra cái túi này là Cố Hề Hề vì không muốn bà nội biết, tự mình làm theo thiết kế của bà. Cô cũng thú nhận với anh cái túi thật đã bị mình bán rồi. Sau khi ra ngoài sẽ chủ động thừa nhận sai lầm với bà nội. Doãn Tư Thần tức giận chỉ trích cô không chỉ mê tiền mà còn là một kẻ không biết nghĩ cho người khác. Hôm nay là sinh nhật bà nội, chẳng lẽ cô định để bà nhớ mãi cảnh tượng bị tổn thương nhất đời này hay sao? Anh dặn cô lát nữa ra ngoài đừng nói gì cả, tất cả giao cho mình. Trở lại bữa tiệc, bà nội vội vàng lấy túi sách ra so sánh, nhất thời không thể phân biệt được. Nhưng Nhiễm Tịch Vi lại nói hai chiếc túi có màu sắc khác nhau, còn muốn mời một giám định viên đến giám định. Doãn Tư Thần lập tức ngăn cản, anh giải thích cả hai cái túi đều là hàng thật, chỉ có điều một là hàng mẫu một là thành phẩm, bảo mọi người không nghiên cứu vấn đề này nữa. Nhiễm Tịch Vi tuy rằng trong lòng không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ. Buổi tối Cố Hề Hề muốn cùng Doãn Tư Thần giải thích nỗi khổ bán túi, nhưng anh luôn có thành kiến với cô căn bản không muốn nghe, cho rằng cô cãi chày cãi cố chẳng phải là vì chút tiền hay sao. Cố Hề Hề vô cùng ủy khuất, cô không ngờ mình ở trong lòng Doãn Tư Thần là loại người này, chỉ có thể một mình trốn trong góc thương tâm rơi nước mắt. Đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với tấm lòng của bà nội dành cho mình. Buổi sáng Cố Hề Hề vẫn muốn nói với bà nội về cái túi, nhưng Doãn Tư Thần không cho phép cô làm như vậy. Nếu một khi cô nói điều đó, bà chắc chắn sẽ nghi ngờ cuộc hôn nhân của họ. Nếu cô thực sự cảm thấy có lỗi với bà, chi bằng dành nhiều thời gian ở bên bà hơn. Tuy rằng Doãn Tư Thần biểu hiện lạnh lùng vô tình, nhưng sau lưng vẫn để Phi Ngang đi điều tra việc này. Mới biết được lúc trước mình tặng một lượng sinh lễ lớn, đều đã bị bố và bà nội của Cố Hề Hề chia nhau hết, dẫn đến mẹ ngay cả tiền thuê tiệm giặt khô cũng không thể trả. Bởi vậy Cố Hề Hề mới đem túi sách đi thế chấp. Vì để cô ấy không còn gây ra chuyện gì tai hại nữa, Doãn Tư Thần liền bảo Phi Ngang đi giải quyết chuyện này. Mà Cố Hề Hề bên này dạy Mạc Tử Hân vẽ tranh cũng không còn tâm trạng, Mạc Tử Hân vừa nhìn một cái liền nhận ra cô có chuyện gì đó. Vì thế anh lập tức hẹn Lâm Tiểu Nhã ra tìm hiểu tình hình. Cô ấy liền đem khó khăn trước mắt của Cố Hề Hề nói cho anh biết. Buổi tối Cố Hề Hề nhận được điện thoại của mẹ, bà vui vẻ nói tiệm giặt ủi của mình đã đổi chủ nhà. Người ta không chỉ giảm một nửa tiền thuê nhà, hơn nữa còn không thu tiền cọc. Số tiền cô đưa cho bà cũng được trả lại cả rồi. Cố Hề Hề nghe được tin tức như vậy rất vui vẻ. Vừa cúp máy cô lại nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Nhã. Đối phương nói hôm nay Mạc Tử Hân hẹn mình ăn cơm, cô không cẩn thận đã nói với anh ấy chuyện cửa hàng của mẹ Cố Hề Hề rồi. Điều này khiến Cố Hề Hề cho rằng người giúp đỡ bọn họ là Mạc Tử Hân, vì vậy ngay lập tức gọi cho anh ấy. Lại không biết tất cả đều là Doãn Tư Thần âm thầm hỗ trợ, lúc này anh còn đang ở trong phòng chờ cô đến cảm ơn. Ngày hôm sau Cố Hề Hề vừa gặp Mạc Tử Hân liền nói lời cảm ơn chuyện cửa hàng của mẹ mình, kết quả anh lại nói không phải mình làm. Hôm qua anh mới biết chuyện của cô, lúc đi tìm chủ nhà thì đối phương đã bán cửa tiệm mất rồi. Cố Hề Hề có chút xấu hổ, trong bắt đầu hoài nghi có phải Doãn Tư Thần ở sau lưng hỗ trợ hay không. Buổi tối Doãn Tư Thần ở thư phòng không ngừng luyện tập nên đáp lại lời cảm ơn của vợ như thế nào, thì Cố Hề Hề bưng canh đi vào. Anh liền làm bộ lạnh lùng bảo cô bỏ sang một bên. Sau đó bắt đầu nói bóng nói gió cô gần đây có gặp phải chuyện gì vui vẻ hay không. Cố Hề Hề vừa nghe liền biết mình đoán đúng, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng xoay người rời đi. Chọc cho Doãn Tư Thần trực tiếp kéo cô lại áp sát vào bàn, buộc cô phải báo cáo hành tung hai ngày nay. Còn hỏi cô có gặp phải chuyện gì mà khiến cô tò mò, hay là nghĩ mãi mà không ra hay không. Tư thế mập mờ khiến Cố Hề Hề có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cố ý trêu chọc anh giả vờ không hiểu anh có ý gì. Ngay khi Doãn Tư Thần biểu hiện rất mất mát, Cố Hề Hề rốt cục nhịn không được nở nụ cười, nói lời cảm ơn ông chủ Doãn. Nghe lời cảm ơn được chờ đợi từ lâu, Doãn Tư Thần lúc này mới lộ ra một ít tươi cười. Anh còn không quên làm nũng muốn Cố Hề Hề đút canh cho mình. Thế nhưng nhìn cô nhẹ nhàng thổi canh trong muỗng, anh không khỏi ngơ ngác tại chỗ. Đến khi phục hồi tinh thần liền có chút xấu hổ, vội vàng lấy lý do mình còn phải bận công việc bảo cô đi ngủ trước. Chờ đến khi Doãn Tư Thần tắm xong trở về, Cố Hề Hề đã ngồi trên ghế ngủ thiếp đi. Anh nhịn không được cúi xuống ngắm nhìn, kết quả bị cô bừng tỉnh giật mình ném sách trúng mặt. Xoa xoa chỗ Doãn Tư Thần bị sách đập trúng sưng đỏ, Cố Hề Hề vẻ mặt áy náy, đề nghị sẽ đọc sách cho anh trong 2 tháng coi như bồi thường. Cũng từ sau chuyện này Cố Hề Hề có thiện cảm với Doãn Tư Thần, trong lòng hai người đều có tình cảm với nhau. Nhưng có người hết lần này tới lần khác cố ý phá hoại mối quan hệ của họ. Hôm nay Nhiễm Tịch Vi cũng cố ý hẹn Doãn Tư Thần đến nhà hàng ăn cơm, trùng hợp thay Cố Hề Hề cũng được bạn trai cũ Triệu Trạch Cương hẹn đến đây. Vừa gặp nhau hắn liền thấp giọng nhận sai cầu xin Cố Hề Hề quay lại với mình. Doãn Tư Thần nghe được nổi trận lôi đình, lại không biết tất cả đều là Nhiễm Tịch Vi âm thầm giở trò. Cô ta còn sắp xếp cả nhiếp ảnh gia chụp lại cảnh này. Ngay khi Doãn Tư Thần rốt cục nhịn không được nữa đứng dậy, Cố Hề Hề lại đột nhiên mắng chửi Triệu Trạch Cương không biết xấu hổ, tiếp theo còn tâng bốc anh lên tận mây xanh. Nào là Doãn Tư Thần ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng anh tuấn như tạc tượng, quả thực chính là bản mẫu tốt nhất của điêu khắc bậc thầy. Vóc dáng lại càng là hoàn hảo, ngay cả người mẫu cũng tự ti. Anh ấy chính là giấc mơ của tất cả sinh vật phái nữ đang sống. Trước khi gặp được Doãn Tư Thần, cô vẫn luôn nghĩ rằng phim thần tượng vô cùng vớ vẩn, nhưng sau khi sống với anh ấy, cô mới nhận ra phim còn nhiều hạn chế lắm. Hành động đột ngột của Cố Hề Hề thật sự ngoài dự liệu của Nhiễm Tịch Vi, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì được, chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh chạy trốn khỏi hiện trường.
mà Doãn Tư Thần càng nghe trong lòng càng vui vẻ, thì ra mình ở trong lòng Cố Hề Hề lại xuất sắc như vậy. Nhịn không được lấy điện thoại ra chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Cố Hề Hề không hề hay biết gì, trở về liền cùng Lâm Tiểu Nhã suy đoán mục đích tên cặn bã hẹn gặp mặt hôm nay. Hắn đột nhiên tới tìm khẳng định lòng dạ không tốt, chắc chắn là đã lén lưu lại chứng cứ hai người gặp nhau để uy hiếp. Nhưng may mắn Cố Hề Hề đã mang theo một máy ghi âm, cuộc trò chuyện hôm nay của hai người đều bị cô ghi lại. Buổi tối Cố Hề Hề đang đọc sách cho Doãn Tư Thần, anh đột nhiên nói cô là vợ mình, khi nào lại có tư cách gặp riêng người đàn ông khác. Lời nói của Doãn Tư Thần khiến Cố Hề Hề nghĩ rằng anh đang theo dõi mình, vội vàng hỏi anh có nghe thấy bất cứ điều gì hay không. Thấy anh nói mình không nhàn rỗi như vậy, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ kế tiếp anh lại nói cô không chỉ phải diễn tốt vợ của Doãn Tư Thần bên ngoài, mà ở bên trong cũng phải tin và chấp nhận sự thật này. Kết quả hai người nói một hồi thành ra cãi nhau, Doãn Tư Thần liền đến ngủ ở thư phòng, bảo Cố Hề Hề ở đây một mình kiểm điểm lại. Ngày hôm sau, bà nội phát hiện ra hai người cãi nhau ngủ riêng, liền bảo giúp việc tìm thợ khóa, phải khóa cửa thư phòng của Doãn Tư Thần lại. Sau khi đến công ty, Doãn Tư Thần vẫn nghĩ đến chuyện của Cố Hề Hề, sợ cô ấy bị bạn trai cũ ức hiếp. Không ngờ anh lo lắng nhiều như vậy liền ứng nghiệm. Triệu Trạch Cương thật sự hẹn Cố Hề Hề gặp mặt, còn lấy ảnh hai người gặp nhau hôm qua để đe dọa. Cố Hề Hề sợ việc công khai ảnh sẽ gây bất lợi cho Doãn Tư Thần, vì thế cùng Lâm Tiểu Nhã thương lượng đối sách. Cô quyết định đi gặp hắn ta triệt để cắt đứt, đồng thời bảo Lâm Tiểu Nhã lái xe đến chỗ cách đó một cây số, trong trường hợp xảy ra xung đột cũng có thể đón mình đi ngay. Vừa gặp mặt Triệu Trạch Cương liền lộ ra bộ mặt vốn có, vừa há miệng liền đòi 2 triệu tiền bịt miệng. Nếu không hắn sẽ công khai những bức ảnh đó lên mạng. Đồng thời Doãn Tư Thần lại đang ở cùng Nhiễm Tịch Vi. Nhìn thấy cô ta còn giữ lại bức tranh mình tặng lúc 5 tuổi, Doãn Tư Thần có chút cảm khái. Mà Nhiễm Tịch Vi nhân cơ hội tỏ tình, nói mình đã thích anh 20 năm rồi. Còn nói mặc dù biết giữa bọn họ vốn không có khả năng, nhưng cũng coi như hoàn thành giấc mộng của mình. Ngay sau đó cô ta tiến lên ôm Doãn Tư Thần. Hành động bất ngờ này khiến anh không biết làm sao. Cũng may lúc này điện thoại vang lên cứu anh khỏi bối rối. Là Lâm Tiểu Nhã gọi tới, bảo anh mau đi cứu Cố Hề Hề, xe cô bị chết máy không đi được. Bên này Cố Hề Hề đương nhiên không bị loại người như Triệu Trạch Cương uy hiếp, bảo hắn muốn đăng thì đăng đi mình không quan tâm. Nói xong cô đang định rời đi, kết quả lại bị hắn phát hiện cô đang ghi âm, đưa tay muốn cướp túi sách trên người. Cố Hề Hề chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng trong quá trình chạy trốn lại không may ngã xuống. Triệu Trạch Cương tay cầm gạch chậm rãi tiếp cận. Ngay khi hắn sắp ra tay, Doãn Tư Thần kịp thời đến ngăn cản, một cú đấm mạnh mẽ đánh gục tên khốn đó xuống đất. Sau đó anh bước nhanh về phía Cố Hề Hề lo lắng hỏi cô có làm sao hay không. Có lẽ là do kinh hãi quá mức, cô nhịn không được lập tức ôm chặt lấy anh. Sau đó Doãn Tư Thần đưa Cố Hề Hề về nhà, tự bôi thuốc cho cô. Trong lúc nói chuyện anh mới biết được, cô đi gặp bạn trai cũ dĩ nhiên là vì mình. Bởi vì trong tay hắn có ảnh chụp bất lợi cho mình. Nhưng dù sao thì anh cũng không hy vọng cô lấy thân mạo hiểm như vậy. Doãn Tư Thần còn nói Cố Hề Hề không tính là quá ngu ngốc, còn biết ghi âm, nhưng về mặt tình cảm quá thì thật sự ngốc, bằng không trước đây sao có thể thích Triệu Trạch Cương. Cố Hề Hề cũng không phản bác, chỉ hỏi anh có phải chưa từng yêu đương hay không. Doãn Tư Thần cứng miệng nói mình đã yêu, nhưng khi cô hỏi cảm giác yêu là gì anh lại chỉ biết nói vài lời đạo lý. Đột nhiên Cố Hề Hề tiến sát mặt lại gần, tự mình dạy anh cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh là như thế nào. Lúc này trái tim Doãn Tư Thần chỉ thiếu nước nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói nội tâm không hề gợn sóng. Cố Hề Hề cảm thấy điều này không khoa học. Doãn Tư Thần lại nói vừa rồi không tính chuẩn bị thử lại lần nữa, sau đó kéo cô đến sát mặt mình. Cố Hề Hề nhìn anh bất giác có chút đỏ mặt tim đập nhanh, vì vậy vội vàng chuyển đề tài, nói muốn đưa anh đến một nơi có thể đỏ mặt tim đập nhanh. Hóa ra đó lại là một quán rượu vỉa hè. Cố Hề Hề còn gọi cánh gà cay biến thái. Mà nói đến cánh gà, khiến cô đột nhiên nhớ tới nụ hôn lúc trước bên ngoài quán bar. Cô không dám tin đó là sự thật, liền thăm dò hỏi Doãn Tư Thần. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Chỉ có thể uống rượu để che giấu sự bối rối của mình. Sau đó Cố Hề Hề liền nói đùa bảo Doãn Tư Thần hủy hợp đồng, thế là anh liền tiện tay cầm tờ giấy bên cạnh, viết rằng bên B sẽ vô điều kiện đáp ứng một điều kiện của bên A. Cố Hề Hề còn tưởng rằng Doãn Tư Thần thật sự muốn sa thải mình, còn chẳng đọc đã ký tên. Kết quả ký xong Doãn Tư Thần mới nói là muốn gia hạn hợp đồng để cô làm giúp việc miễn phí cho mình 3 tháng. Cố Hề Hề vội vàng xé tờ giấy đi coi như không tính, nhưng Doãn Tư Thần đã chụp ảnh gửi cho Phi Ngang. Sáng hôm sau, Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề đang ngủ say, nhớ tới lời cô khen mình lúc trước. Sáng sớm anh ấy sẽ đánh thức tôi bằng một nụ hôn nồng nàn, dự định đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của cô. Ngay khi anh nhắm hai mắt chậm rãi tới gần, Cố Hề Hề đột nhiên tỉnh dậy vội vàng bịt miệng anh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Doãn Tư Thần có vẻ xấu hổ. Vì thế đầu óc anh nhanh chóng chuyển động, cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý nói mình chỉ muốn lấy điện thoại thôi. Nhưng buổi sáng xấu hổ của hai người vẫn chưa kết thúc. Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề vào lòng, sau đó bế cô đến phòng ăn. Hành động khó hiểu này khiến cô rất khiếp sợ, không hiểu tại sao anh đột nhiên thân mật với mình. Lúc này anh lại hỏi tiếp theo có phải mình nên tự tay đút bữa sáng cho cô hay không. Nghe xong Cố Hề Hề mới hiểu được, những gì mình nói với bạn trai cũ tất cả đều bị Doãn Tư Thần nghe được. Nhất thời cô cảm giác cực kỳ mất mặt, nhân lúc anh đang lấy bánh kem vội vàng bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Doãn Tư Thần thì vẻ mặt cương chiều nhìn theo cô. Sau đó Lâm Tiểu Nhã gọi điện thoại cho Cố Hề Hề, thông báo cô lại lên hot search rồi. Hóa ra Triệu Trạch Cương đã đăng những bức ảnh kia lên mạng.
Cô hề hề lo lắng ảnh hưởng đến tập đoàn Wyman, liền nhờ Lâm Tiểu Nhã giúp liên lạc với phóng viên tổ chức họp báo. Mặc dù cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, nhưng lần đầu tiên đứng trước nhiều ống kính như vậy vẫn có chút căng thẳng. Cô hề hề lấy máy ghi âm ra, nói chuyện này đều là âm mưu của Triệu Trạch Cương, không liên quan gì đến Doãn Tư Thần. Nhưng các phóng viên vẫn không chịu buông tha, hỏi cô đã dùng cách gì mà vừa chia tay bạn trai cũ chưa được mấy ngày đã kết hôn với Doãn Tư Thần. Đang lúc cô không biết phải ứng phó như thế nào, Doãn Tư Thần đột nhiên khí phách xuất hiện giúp cô giải vây, nói là mình yêu Cố Hề Hề ngay từ cái nhìn đầu tiên, một fan theo đuổi thật vất vả mới cưới được cô ấy. Thậm chí anh còn chất vấn tố chất cơ bản của phóng viên đi đâu rồi. Sự bảo vệ của anh tràn ngập lời nói, khiến hiện trường nhất thời không ai dám nói gì nữa. Sau đó Doãn Tư Thần kéo tay Cố Hề Hề rời khỏi buổi họp báo. Trên đường về, anh cầm bút ghi âm không nhịn được hỏi cô, không phải hôm trước nói với mình là không có ghi âm hay sao? Cố Hề Hề hốt hoảng vội vàng muốn đòi lại, nhưng anh cũng không có ý trả lại cho cô, hơn nữa còn nhấn nút phát lại. Nghe giọng nói của mình, Cố Hề Hề cực kỳ mất mặt, đưa tay ra muốn lấy lại bút ghi âm. Trong lúc tranh giành, hai người lại không cẩn thận hôn nhau. Bầu không khí trong nháy mắt lúng túng đến cực điểm. Cố Hề Hề đau khổ cầu xin anh trả lại bút ghi âm cho mình, Doãn Tư Thần cuối cùng cũng đồng ý, nhưng phải đáp ứng mình một điều kiện, gia hạn hợp đồng 3 tháng. Nhược điểm nằm trên tay người ta, Cố Hề Hề chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Sau khi đạt được mục đích, Doãn Tư Thần tâm trạng tự nhiên đặc biệt tốt. Buổi tối, Doãn Tư Thần gửi ảnh selfie trước đó cho Phi Ngang, bảo anh ta sắp xếp một người nào đó viết câu chuyện hai vợ chồng hợp lực đấu với bạn trai cũ cặn bã để làm rõ những tin tức tiêu cực trên mạng về Cố Hề Hề, nhân tiện làm nổi bật sự yêu thương che chở vợ của mình. Lúc này Phi Ngang lại nhắc nhở Doãn Tư Thần gần đây Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân rất thân thiết. Điều này khiến trong lòng anh nổi lên ghen tuông, sau khi trở về phòng lại thấy bộ dáng si mê của Cố Hề Hề đang ngắm ảnh chụp chung với thần tượng Niệm Hề, anh liền trực tiếp tịch thu. Còn nói cô là bà Doãn, thần tượng của cô chỉ có thể là một mình. Thật đúng là chưa từng thấy qua nam nhân tự luyến như vậy. Sau đó, Cố Hề Hề nhắn tin khoe khoang ảnh chụp chung cùng đại thần với Mạc Tử Hân, lại không biết đối phương chính là thần tượng Niệm Hề của mình. Nguyên mẫu của cuốn truyện tranh mà anh ấy viết cũng chính là cô. Hôm sau, Cố Hề Hề và Lâm Tiểu Nhã đau đầu không biết làm thế nào để viết kế hoạch thương hiệu của họ. Lâm Tiểu Nhã đề nghị tìm Doãn Tư Thần giúp đỡ, thế là Cố Hề Hề liền kéo bà nội cùng đến công ty tìm Doãn Tư Thần. Thấy bà nội đến, Doãn Tư Thần lập tức tiến lên, nhưng anh vừa nhìn liền nhận ra đây là chủ ý của Cố Hề Hề. Bà nội vẫn che chở cho cháu dâu, nói là hai người đi mua sắm mệt mỏi nên vào đây nghỉ chân. Sau đó liền bảo Phi Ngang đưa mình đi nghỉ ngơi. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề đã đến rồi, liền muốn cùng cô diễn vở kịch vợ chồng ân ái. Khi đi qua phòng kế hoạch, Cố Hề Hề nhìn thấy nghiên cứu thị trường, trực tiếp chỉ ra lỗi phân tích xu hướng trong quý tiếp theo. Thấy cô tự tin và chuyên nghiệp đưa ra các quan điểm khác nhau của mình, Doãn Tư Thần bị tài năng của cô thu hút. Nhưng khi anh hỏi phải giải quyết thế nào, Cố Hề Hề lại nói mình chỉ phụ trách đưa ra vấn đề, không có trách nhiệm giải quyết. Nói xong cô liền rời đi. Buổi tối về đến nhà, Cố Hề Hề giả vờ bình tĩnh đọc sách, mà Doãn Tư Thần cũng giả vờ chọn quần áo. Hai người không ai chịu mở lời trước với đối phương. Cuối cùng Cố Hề Hề đứng dậy đi tới bên cạnh Doãn Tư Thần, nói quần áo của anh tổng cộng chỉ có mấy màu này, có cần phải chọn lâu như vậy không? Nghe vậy Doãn Tư Thần tùy tiện cầm lấy một cái hỏi cô có muốn xem mình thay đồ hay không. Cố Hề Hề thấy anh nghiêm túc, quay người định rời đi nhưng bị chặn lại. Anh hỏi cô phương án giải quyết là gì. Cố Hề Hề vui vẻ nói ra phương án của mình, đồng thời nhờ anh giúp mình sửa lại kế hoạch. Doãn Tư Thần sảng khoái đáp ứng. Hôm sau Doãn Tư Thần đưa phương án mà Cố Hề Hề đưa ra vào kế hoạch quý sau, được mọi người rất khen ngợi. Điều này khiến anh phát hiện cuộc hôn nhân hợp đồng của mình có một vài thu hoạch ngoài dự tính. Buổi tối Doãn Tư Thần sau khi xem xong kế hoạch của Cố Hề Hề, liền nói cô không thích hợp làm việc này, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhưng cô không cam lòng từ bỏ như vậy, liền gọi điện thoại cầu cứu Mạc Tử Hân. Doãn Tư Thần nghe được liền có chút ghen tuông, nhưng khi Cố Hề Hề hỏi anh lại cứng miệng không thừa nhận, tôi mà phải có loại cảm xúc thấp kém này hay sao? Sau đó anh lại hỏi trong mắt cô mình là người như thế nào? Cố Hề Hề suy nghĩ một chút, nói anh giống quả sầu riêng. Sầu riêng là vua của trái cây, giá trị địa vị đều không hề rẻ, nhưng chính là quá thối, hơn nữa lại toàn gai. Tuy nhiên một khi ai đó quen với mùi của nó thì sẽ thích nó không dứt ra được. Thế là anh lại hỏi cô có thích sầu riêng hay không. Cố Hề Hề nói thích chứ, nhắng đắt quá ăn không nổi, chuối táo gì đó sẽ tốt hơn. Điều này khiến Doãn Tư Thần đúng là tức điên. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Doãn Tư Thần phát hiện Cố Hề Hề không thấy đâu, hỏi cô giúp việc mới biết cô ấy đã ra ngoài chạy bộ. Điều này làm cho anh nghi ngờ, vội vàng đi ra ngoài biệt thự để tìm kiếm. Kết quả lại từ nhân viên an ninh biết được khu này mới có một gia đình họ Mặc chuyển tới, mà Cố Hề Hề lấy danh nghĩa chạy bộ lén lút lẻn ra ngoài, nhờ Mạc Tử Hân giúp mình viết kế hoạch. Anh tò mò vì sao cô lại ăn mặc như thế này, ai ngờ cô lỡ miệng nói nếu bị Doãn Tư Thần phát hiện sẽ nói mình vi phạm hợp đồng trừ tiền lương. Một câu nói khiến Mạc Tử Hân nghi ngờ, Cố Hề Hề lại vội vàng giải thích, đây chỉ là trò đùa của hai vợ chồng mình mà thôi. Mạc Tử Hân cũng miễn cưỡng tin tưởng lời giải thích của cô. Sau khi xong việc, Cố Hề Hề tung tăng ra ngoài, lại vừa vặn nhìn thấy Doãn Tư Thần đi đến. Lúc này cô không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn anh ấy càng ngày càng gần mình, cô chỉ có thể ba chân bốn cẳng nhanh như chớp chạy mất dạng. Khi về nhà, Doãn Tư Thần cố tình nói với bà nội, vừa rồi ở trong tiểu khu nhìn thấy một người phụ nữ điên. Cố Hề Hề cũng giả vờ không biết gì cả, dặn dò bà nội ra ngoài phải cẩn thận, ai ngờ anh lại bảo cô cứ lo cho bản thân trước đi. Lần này có thể khiến Cố Hề Hề sợ tới mức không nhẹ,
vội vàng tìm Lâm Tiểu Nhã thương lượng đối sách. Sợ Doãn Tư Thần sẽ vì vậy mà hủy hợp đồng và yêu cầu cô trả tiền phạt vi phạm hợp đồng. Lâm Tiểu Nhã khuyên cô không nên hoảng hốt, mọi thứ không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Sau khi về nhà cô chỉ cần hạ mình nịnh nọt chút, thể hiện ra sự quyến rũ của mình là được rồi. Mà Doãn Tư Thần vừa nghĩ đến Cố Hề Hề đi tìm Mặc Tử Hân, trong lòng liền ghen tuông bộc phát. Anh bảo Phi Ngang nghĩ cách cướp đi khách hàng gần đây có ý định hợp tác với Mặc Tử Hân. Điều này khiến Phi Ngang có chút kinh ngạc, không ngờ anh lại không để ý tổn thất cũng muốn nhắm vào Mặc Tử Hân. Mà Doãn Tư Thần xúc động qua đi rất nhanh bình tĩnh lại, bản thân không nên vì cảm xúc cá nhân mà đưa ra quyết định sai lầm. Không có kỳ vọng sẽ không thất vọng, không thích sẽ không trải qua nỗi đau mất mát. Cố Hề Hề chỉ là khách qua đường trong 3 tháng của cuộc đời anh mà thôi. Bởi vì gánh vác trách nhiệm của người thừa kế tập đoàn, từ nhỏ mẹ đã không cho phép anh sinh ra bất cứ cảm xúc gì. Cứ như vậy, Doãn Tư Thần trở thành quái vật không có tình cảm. Nhưng sự xuất hiện của Cố Hề Hề khiến anh ngày càng không thể kiểm soát trái tim của mình. Chỉ có thể nhiều lần cảnh báo bản thân không được động tâm. Kết quả là trở lại vào ban đêm, lại nhìn thấy Cố Hề Hề trang điểm xinh đẹp đang chờ mình trong phòng khách. Cô không chỉ nháy mắt với anh, còn chủ động giúp anh cởi áo khoác, vừa đáng yêu vừa làm nũng, còn ân cần xoa bóp bả vai cho anh. Một loạt hành động khác thường này khiến nội tâm Doãn Tư Thần rất thấp thỏm, nghĩ rằng Cố Hề Hề thích mình. Lý trí nói cho anh biết chuyện này không thể, vì vậy lạnh lùng nói nhiệm vụ duy nhất của cô là giữ khoảng cách với mình. Cũng làm phiền cô tỉnh táo để tự nhận thức về bản thân, đừng có suy nghĩ viển vông. Nếu cô có suy nghĩ gì khác với tôi thì vui lòng ngừng ngay lập tức. Cố Hề Hề cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, nhịn không được oán giận chủ ý của Lâm Tiểu Nhã. Mà Doãn Tư Thần thì thỉnh giáo bạn thân Thượng Kha làm thế nào để một cô gái thích mình không thích mình nữa. Thượng Kha nói tìm một cô gái khác để thể hiện tình tứ không phải là xong rồi sao? Một câu nói đánh thức Doãn Tư Thần. Thế là để Cố Hề Hề hết hy vọng với mình, anh cố ý đưa Nhiễm Tịch Vi về nhà. Thật vất vả mới có cơ hội ly gián tình cảm của hai người, Nhiễm Tịch Vi đắc ý khoe mình đã tỏ tình với Doãn Tư Thần. Kết quả Cố Hề Hề nghe xong, vẻ mặt không chút thay đổi chỉ ồ một tiếng. Phản ứng này thật sự ngoài dự liệu của hai người. Doãn Tư Thần không ngờ Cố Hề Hề vậy mà lại không hề ghen, căn bản quên đi ý định ban đầu tìm Nhiễm Tịch Vi tới. Chờ cô ta rời khỏi, anh lập tức kéo lại Cố Hề Hề lại, người phụ nữ khác tỏ tình với chồng cô, vậy mà cô lại chỉ ồ thôi sao? Cố Hề Hề vội vàng giải thích, từ ồ này một là thể hiện sự khinh miệt đối thủ, hai là mình hoàn toàn tin tưởng vào anh. Sau khi nghe lời giải thích này, trong lòng Doãn Tư Thần mới dễ chịu hơn rất nhiều. Xem ra trong lòng cô ấy vẫn để ý đến mình. Buổi tối nhìn thấy Cố Hề Hề mệt mỏi nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, Doãn Tư Thần cẩn thận khoác chăn cho cô. Ai ngờ lại nhìn thấy trên kế hoạch của Cố Hề Hề, ở phần dưới viết lù lù mấy chữ đặc biệt cảm ơn Mặc Tử Hân, điều này khiến anh rất khó chịu. Hôm sau, Cố Hề Hề chuẩn bị đi tìm Lâm Tiểu Nhã bàn về kế hoạch, lại bị Doãn Tư Thần ngăn lại muốn xem iPad trong tay cô. Anh cố ý kéo đến chỗ có chữ Mặc Tử Hân, hỏi cô chuyện này là sao. Cố Hề Hề vội vàng giải thích, bởi vì kế hoạch này là Mặc Tử Hân giúp mình làm, nên mình cảm ơn anh ấy. Doãn Tư Thần nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ là muốn mượn một lát để học hỏi, sau đó liền mang theo iPad đi tắm. Cố Hề Hề ở bên ngoài chờ đợi lấy iPad, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, khiến cô trực tiếp nhào vào lòng Doãn Tư Thần. Cô cúi đầu thẹn thùng hỏi iPad của mình, ai ngờ lúc này mới thấy nó đã sớm chết đuối rồi còn đâu. Cho dù cô sốt ruột vớt lên cũng vô ích. Doãn Tư Thần vẻ mặt đắc ý muốn đi ra ngoài, kết quả khăn tắm lại bị mắc vào túi xách của Cố Hề Hề. Vì thế hai người chỉ có thể từ từ di chuyển, khó khăn lắm mới đến được phòng thay đồ. Doãn Tư Thần sau khi mặc quần áo tử tế, tiện tay lấy ra một cái iPad mới đưa cho cô. Bên trong là kế hoạch anh tự mình thức đêm làm ra. Vốn nghĩ Cố Hề Hề sẽ cảm ơn mình, không ngờ người ta căn bản không thèm để ý. Cô nói iPad có chức năng sao lưu iCloud, cảm thấy cửa hàng của mình vẫn nên sử dụng kế hoạch của mình thì tốt hơn. Doãn Tư Thần còn muốn khuyên bảo thì điện thoại của Cố Hề Hề vang lên. Lâm Tiểu Nhã nói Mặc Tử Hân hẳn là đã biết chuyện kết hôn giả rồi. Điều này làm Cố Hề Hề sợ tới mức không nhẹ. Thì ra tối hôm qua Mặc Tử Hân hẹn Lâm Tiểu Nhã đi uống rượu, dựa vào lời ra cô ấy lỡ miệng nói ra chuyện hợp đồng, nhưng không nhớ rõ rốt cuộc mình có đem chuyện kết hôn giả nói ra hay không. Để tránh rắc rối, Cố Hề Hề đành phải hẹn Mặc Tử Hân gặp mặt, thăm dò xem anh ấy có thực sự biết sự thật hay không. Thế nhưng còn chưa thăm dò được gì thì Doãn Tư Thần đột nhiên xuất hiện. Cố Hề Hề sợ anh hiểu lầm, giải thích bởi vì và Mặc Tử Hân có cùng sở thích, cho nên hẹn nhau để xem triển lãm truyện tranh. Lý do què quặt này, Doãn Tư Thần vừa nghe liền biết cô đang nói dối. Anh trực tiếp tuyên thệ chủ quyền, nói Cố Hề Hề là vợ của mình, sau này nếu Mặc Tử Hân muốn hẹn cô ấy nên báo trước cho mình biết một tiếng. Bộ dáng bá đạo này khiến Mặc Tử Hân rất không thoải mái, nói thẳng Cố Hề Hề là người tự do, tự có sắp xếp cho lịch trình của mình. Mắt thấy mùi thuốc súng 10 phần, Cố Hề Hề vội vàng xua tay nói mình đã kết hôn rồi không cần tự do. Câu trả lời này làm cho Doãn Tư Thần khá hài lòng. Mặc Tử Hân cũng chỉ có thể nhìn hai người tay trong tay rời đi. Nhưng nhớ tới lời Lâm Tiểu Nhã nói lúc trước, đáy lòng anh lại dấy lên hy vọng. Nếu đã là kết hôn giả, vậy thì sẽ có ngày kết thúc. Lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cô ấy nữa. Sau khi về nhà, Doãn Tư Thần càng nghĩ càng tức giận, nghĩ đến việc phải trừng phạt Cố Hề Hề như thế nào. Không ngờ cơ hội chuộc lỗi của cô cứ như vậy đã đến. Vừa vặn Alex mời hai vợ chồng đến trang viên ở Milan ở lại vài ngày để bù đắp cho việc không tham dự đám cưới của họ. Phi Ngang tốt bụng nhắc nhở Doãn Tư Thần, kể từ khi anh kết hôn, tế bào trẻ con trong người anh dường như đều đã được huy động.
Buổi tối Doãn Tư Thần ném cho Cố Hề Hề một đống sách và nói với cô về chuyến đi đến Milan. Cố Hề Hề cầm lên xem, cảm thấy quả thực còn rắc rối hơn so với kỳ thi tuyển sinh đại học. Buổi sáng học tiếng Ý, buổi trưa học cách ứng xử trên bàn ăn, buổi chiều học nghi thức kinh doanh, buổi tối học khiêu vũ. Cố Hề Hề lập tức kháng nghị, nói điều này đã vượt qua chế độ làm việc 8 tiếng đồng hồ. Đây rõ ràng là ngược đãi, áp bức, bóc lột. Nhưng Doãn Tư Thần lại lấy ra việc cô và Mạc Tử Hân lén gặp mặt là cô đã sớm vi phạm hợp đồng trước. Nếu không theo kế hoạch đào tạo mà lộ ra sơ hở trước mặt Alex thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Vì để không mất tiền, Cố Hề Hề chỉ có thể khuất phục, ngoan ngoãn học tập tiếng Ý. Nhưng điều này đối với cô thật sự quá khó khăn, thế nào cũng nói không tốt. Doãn Tư Thần lấy ra cây roi muốn giáo huấn, bà nội thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản, cảnh cáo cháu trai không được bắt nạt cháu dâu của mình. Doãn Tư Thần bất đắc dĩ bảo cô dùng tiếng Ý nói với bà nội một lần là có thể nghỉ. Không ngờ Cố Hề Hề hừ hừ nửa ngày cũng nói không ra, bà nội vừa nghe cuối cùng cũng biết tại sao cháu trai lại tức giận, lập tức vội vàng chuồn đi. Cũng may đúng lúc này một cuộc gọi điện thoại đã cứu Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần có việc gấp phải ra ngoài, bảo cô ở nhà học tập chăm chỉ chờ mình trở về kiểm tra. Nhưng anh vừa rời đi, Cố Hề Hề liền nhận được điện thoại của Mạc Tử Hân. Thật ra Mạc Tử Hân vẫn luôn thích Cố Hề Hề, điều anh để ý nhất vẫn là quan hệ giữa cô và Doãn Tư Thần. Anh muốn giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân mà anh cho là bất hợp lý. Trùng hợp ngẫu nhiên, Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi cũng ở đây. Nhiễm Tịch Vi liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ, liền cố ý nói sao Cố Hề Hề lại ở đây với Mạc Tử Hân. Doãn Tư Thần nhất thời ghen tuông, liền bảo Nhiễm Tịch Vi thay một bộ đồ trang trọng một chút rồi đến công ty chờ mình. Sau đó anh tiến lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia. Cố Hề Hề chột dạ muốn giải thích, không ngờ Mạc Tử Hân lại nói thẳng mình đã biết về cuộc hôn nhân giả của họ. Là một người bạn của Cố Hề Hề, anh sẽ đưa ra sự giúp đỡ trong khả năng của mình. Doãn Tư Thần tức giận, nói ý tốt của anh tôi thay vợ tôi từ chối, nói xong liền kéo Cố Hề Hề rời đi. Để trừng phạt cô không học tập chăm chỉ ở nhà, anh nói mình đã thuê cho cô một giáo viên lễ nghi. Kết quả Cố Hề Hề đến công ty mới phát hiện, giáo viên lễ nghi của mình lại là tình địch Nhiễm Tịch Vi. Cô ta cố ý lôi kéo Doãn Tư Thần làm mẫu, muốn cho Cố Hề Hề thấy rõ ràng mình và anh ấy mới là trời sinh một cặp. Sau đó lại để phi ngang cùng Cố Hề Hề luyện tập. Kết quả Cố Hề Hề không quen đi giày cao gót đột nhiên bị trật chân. Doãn Tư Thần nhất thời vẻ mặt khẩn trương tiến lên xem xét. Lần đầu tiên Nhiễm Tịch Vi nhìn thấy anh quan tâm đến một người như vậy, trong lòng rất khó chịu. Thế là cô ta lấy cớ công việc nói chuyện với Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề vừa nghe thấy có cơ hội lười biếng, vội vàng nói mình có thể trở về trước, sau đó nhanh chóng khập khiễng bỏ chạy. Nhiễm Tịch Vi chua xót nói Doãn Tư Thần thay đổi rất nhiều, dường như ngày càng trở nên nhân văn hơn, thăm dò hỏi có phải vì Cố Hề Hề hay không. Không ngờ Doãn Tư Thần lại rất sảng khoái thừa nhận, còn nói mình rất may mắn khi quen biết cô ấy. Nói xong còn nhắn tin quan tâm chân Cố Hề Hề còn đau hay không. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, trong lòng Nhiễm Tịch Vi vô cùng ghen tị. Mà Cố Hề Hề không thể nhịn được nữa với việc bóc lột của Doãn Tư Thần. Thế là cô liền vẽ một cái đầu heo hỏi bà nội đọc từ này như thế nào, dự định học để buổi tối mắng Doãn Tư Thần một chút. Không ngờ bà nội thông minh thoáng cái liền nhìn ra dụng ý của cô, cố ý nói tiếng Ý của đầu heo thành em yêu anh vô cùng. Mà Cố Hề Hề lại hoàn toàn không biết, chờ buổi tối Doãn Tư Thần trở về kiểm tra bài tập, cô liền nói ra mấy từ bà nội dạy kia. Ai ngờ đối phương không những không tức giận còn bật cười, nói rằng lần đầu tiên mình thấy có một người gân cổ lên để tỏ tình đấy. Nói xong anh liền vẻ mặt khoái trá rời đi. Cố Hề Hề nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng lên mạng kiểm tra, mới hiểu được mình bị bà nội trêu chọc. Ngày hôm sau Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề đi học khiêu vũ. Lần đầu tiên học cô có chút luống cuống, bị anh chế nhạo không thương tiếc. Lúc này giáo viên lại nói hai người cùng nhau luyện tập có thể giúp cải thiện tiến độ học tập. Nghe vậy Doãn Tư Thần liền quyết định giúp vợ một tay. Anh để cho cô đi theo bước chân của mình chậm rãi di chuyển. Quả nhiên dưới sự giúp đỡ của anh, Cố Hề Hề học rất nhanh. Trong lúc khiêu vũ hai người vẫn không quên chơi đùa nhau, kết quả Cố Hề Hề không cẩn thận suýt chút nữa ngã xuống đất. May mắn Doãn Tư Thần ôm lấy cô, bốn mắt nhìn nhau, Cố Hề Hề không hiểu sao có chút động tâm. Nhưng cô rất nhanh lấy lại tinh thần, lặng lẽ cảnh cáo bản thân đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Sau đó Doãn Tư Thần nhận được điện thoại có việc phải rời đi, liền bảo cô ở lại tiếp tục luyện tập. Sau khi học xong, Mạc Tử Hân hẹn Cố Hề Hề đi ngắm hoàng hôn. Nhìn Mạc Tử Hân vẻ mặt luôn tươi cười, Cố Hề Hề nghĩ rằng anh giống như một mặt trời nhỏ, luôn tỏa ra sự ấm áp. Nhưng không biết thời gian học trung học Mạc Tử Hân vô cùng nghiêm nghị, chính là bởi vì câu nói của Cố Hề Hề mà trên mặt anh luôn có nụ cười. Nhìn cô gái mình đã yêu hơn 10 năm, Mạc Tử Hân hy vọng mình là quầng sáng kia, khi may mắn sẽ gặp được một đám mây, chiếu rọi nó thành hoàng hôn rực rỡ. Cố Hề Hề nghe xong đăm chiêu, nói anh nhất định sẽ gặp phải đám mây của mình. Sau khi về nhà, Doãn Tư Thần nói Nhiễm Tịch Vi mời Cố Hề Hề đến tham dự bữa tiệc khai trương studio. Phản ứng đầu tiên của cô là từ chối, khiến anh chỉ muốn gõ một cái vào đầu heo của cô. Nhiễm Tịch Vi mở một studio thời trang, cho nên người được mời đều là kênh truyền thông về thời trang hoặc là nhà thiết kế. Nếu cô đi không chỉ quen biết nhiều người mà còn có thể quảng bá được thương hiệu của mình. Nói đến đây, Cố Hề Hề kích động ôm lấy Doãn Tư Thần. Như một lời cảm ơn, cô chuẩn bị tự tay thiết kế một bộ lễ phục cho anh. Nhưng khi đo kích thước, Cố Hề Hề không cẩn thận đứng không vững, vừa vặn nhào vào Doãn Tư Thần xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim hai người đều nhảy nhót. Cố Hề Hề sợ không khống chế được chính mình, vội vàng nhút nhát chạy trốn. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra buổi lễ, Nhiễm Tịch Vi thấy bọn họ đến, chỉ nghĩ làm thế nào có thể làm cho Cố Hề Hề biết khó mà lui.
Cô ta không những kéo Doãn Tư Thần đi xã giao, còn cố ý cảm ơn anh trước mặt tất cả mọi người trong bữa tiệc, nhiệt tình mời anh lên sân khấu nói vài câu. Vốn định làm nổi bật mối quan hệ thân mật của hai người, ai ngờ Doãn Tư Thần sau khi lên sân khấu chỉ nói vài câu cho có lệ, sau đó bắt đầu không kiêng dè quảng bá thương hiệu thời trang cá nhân cho vợ mình, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nhiễm Tịch Vi nội tâm rất ghen tị, liền cố tình mời Cố Hề Hề lên sân khấu để giới thiệu thương hiệu của mình. Cô ta cho rằng Cố Hề Hề sẽ căng thẳng sợ hãi, thế nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh tự tin nói về những hiểu biết của riêng mình về thời trang. Nhiễm Tịch Vi trong lòng không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được. Hôm sau, Doãn Tư Thần dẫn theo Cố Hề Hề và Phi Ngang bay tới Milan. Thời gian gặp Alex là buổi tối, vừa vặn buổi chiều có một show diễn thời trang ngoài trời, Cố Hề Hề rất muốn đi xem nhưng lập tức bị Doãn Tư Thần từ chối. Tuy nhiên sau khi đến khách sạn, cô vẫn nhân lúc anh tắm để lại một tờ giấy rồi lén đi đến địa điểm show diễn. Chờ Doãn Tư Thần tắm xong đi ra, lại nhận được điện thoại của Phi Ngang, nói Alex đã đổi giờ hẹn vào buổi chiều. Doãn Tư Thần vội vàng gọi điện thoại cho Cố Hề Hề, nhưng hết lần này đến lần khác đều không liên lạc được. Lúc này anh mới phát hiện tờ giấy trên mặt đất. Tại thời điểm này Cố Hề Hề đã bị lạc trong công viên rừng, xui xẻo hơn là điện thoại đã hết pin. Nghe thấy tiếng gầm của động vật xung quanh, cô vô cùng hoảng loạn chạy về phía trước, lại đụng vào trong ngực một người đàn ông. Kinh hồn bạt vía, cô mở mắt ra nhìn lại là Doãn Tư Thần. Đây là cảm giác an toàn mà cô chưa bao giờ có được. Anh vô cùng tức giận trách cứ cô, mặc dù giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn có thể nghe ra sự lo lắng của anh dành cho vợ. Ở trên xe, Cố Hề Hề không ngừng biểu thị là mình sai rồi, mà Doãn Tư Thần không tức giận, anh chỉ sợ nếu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mình phải làm sao. Sự quan tâm bất ngờ này khiến Cố Hề Hề rất vui vẻ. Đột nhiên cô phát hiện tay anh bị thương, nhất thời đau lòng vội vàng lấy băng gâu ra dán lên cho anh. Doãn Tư Thần vẻ mặt cương chiều nhìn cô, sau đó hai người cùng nhau đến gặp Alex. Buổi tối, Phi Ngang giúp Doãn Tư Thần xử lý vết thương, trong miệng Doãn Tư Thần không ngừng ghét bỏ Cố Hề Hề là một kẻ gây họa. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến sự hợp tác với Alex, có ma mới thèm đi tìm nữ nhân này. Nhưng Phi Ngang vừa nghe liền biết anh đang cứng miệng, rõ ràng quan tâm nhưng không muốn thừa nhận. Doãn Tư Thần đoán lát nữa Cố Hề Hề kiểu gì cũng đến xin lỗi mình cho mà xem, ai ngờ Phi Ngang lại nói cô ấy kêu mệt nên đã đi ngủ rồi, đặc biệt dặn dò đừng làm phiền cô ấy. Doãn Tư Thần vừa nghe liền tức giận mắng cô là đồ vô ơn. Thế nhưng Cố Hề Hề làm gì đã ngủ, lúc này cô ấy đang nói chuyện video với Lâm Tiểu Nhã. Biết được kế hoạch của họ đã được thông qua và nhận được khoản đầu tư đầu tiên, cô vô cùng phấn khích. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hề Hề lại nhận được tin nhắn của Doãn Tư Thần. Cô vốn định coi như mình đã ngủ rồi không cần trả lời. Ai ngờ vừa nằm xuống liền thấy anh gửi tới một phong bao lì xì. Cố Hề Hề cố nén không mở ra, trong lòng mặc niệm không nhìn thấy. Không ngờ Doãn Tư Thần liên tiếp gửi tới, cuối cùng cô đã thất bại trong việc chống lại sự cám dỗ của tiền bạc. Kết quả mở ra lại thấy chỉ có 2,33 tệ. Điều này khiến cô tức điên lên được, nhưng cũng chỉ có thể đến phòng tìm anh. Mà Doãn Tư Thần nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng xé băng gạc trên tay giấu đi. Cố Hề Hề vừa bước vào phòng đã bị anh giáo huấn một đống đạo lý làm vợ. Nói trắng ra là chỉ muốn cô bôi thuốc cho mình, muốn nhận được sự quan tâm của cô. Sau đó còn nói nếu cô thích mình có thể cùng cô đi xem show diễn. Không ngờ lại bị cô thẳng thừng từ chối, nói anh không kiếm chuyện là mình đã hài lòng lắm rồi. Doãn Tư Thần đang muốn phản bác, nhưng Cố Hề Hề mệt mỏi cả ngày lại dựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Nhìn thấy vợ sau khi ngủ còn đang lẩm bẩm, Doãn Tư Thần cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu. Anh nhịn không được nói ra những lời trong lòng, anh thích em. Sáng hôm sau, Cố Hề Hề tỉnh dậy, thấy người chồng hợp đồng đang nằm bên cạnh liền giật mình hét lớn, hỏi sao anh lại ngủ bên cạnh mình. Doãn Tư Thần bảo cô nhìn cho kỹ xem đây là phòng của ai. Cố Hề Hề lúc này mới nhớ tới tối hôm qua, vội vàng xin lỗi. Thế nhưng anh không chịu buông tha, cố ý trêu đùa cô một phen. Nhìn thấy sự căng thẳng của cô, anh mới bảo cô nhanh chóng chuẩn bị, bởi vì Alex còn đang đợi họ. Sau đó mấy người đi tới hồ ước nguyện, Cố Hề Hề ước nguyện xong liền lấy ra một đồng xu từ ví của mình ném xuống hồ. Kết quả ném xong mới phát hiện ném nhầm đồng xu kỷ niệm mà bố tặng hồi nhỏ. Nhưng trong hồ có vô số đồng xu, cô chỉ có thể ảo não từ bỏ ý niệm tìm kiếm trong đầu. Alex dẫn hai người chơi một ngày, sau khi trở lại studio, trợ lý của Alex vẻ mặt lo lắng nói mình đã vô tình làm mất bản thiết kế, hơn nữa còn không có bản sao lưu. Cố Hề Hề nhớ lại ngày hôm qua mình đã vô tình nhìn thấy thiết kế đó, vì vậy liền chủ động nói nếu tiện thì mình có thể thử vẽ lại nó. Chẳng bao lâu Cố Hề Hề đã vẽ ra bản thiết kế, còn thêm thiết kế khéo léo của riêng mình. Sau khi xem xong, Alex rất hài lòng, cô đã giải quyết vấn đề mà anh băn khoăn rất lâu, đặc biệt mời hai vợ chồng họ cùng ăn tối. Nhân lúc Doãn Tư Thần đi vệ sinh, Cố Hề Hề nhịn không được ẩn ý nói với Alex mình và Doãn Tư Thần có điều giấu giếm anh. Thật ra cô muốn nói ra chuyện kết hôn giả, nhưng lại sợ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Alex lại nói giữa người với người không có sự thành thật tuyệt đối. Có những lúc lời nói dối thiện ý, nói không chừng còn có thể có được kết quả đẹp bất ngờ. Sau khi ăn xong, Doãn Tư Thần nhìn ra Cố Hề Hề có chút mất hồn mất vía, liền hỏi cô và Alex đã nói gì. Cô nói Alex tốt với chúng ta như vậy, mà chúng ta lại cứ lừa anh ấy mãi khiến cô rất áy náy. Doãn Tư Thần giải thích tuy mình sẽ lợi dụng sở thích và điểm yếu của người khác để đạt được lợi ích của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại đến lợi ích của người khác. Nếu chuyện này khiến cô suy nghĩ, thì chúng ta sẽ tìm một thời điểm thích hợp thú nhận tất cả với Alex. Tuy nhiên anh còn một cách khác đơn giản, nhanh chóng lại trực tiếp. Đó chính là anh có thể hy sinh bản thân, phim giả tình thật với cô. Cố Hề Hề bảo anh mơ đi, sau đó chạy tới máy gấp gấu bông. Doãn Tư Thần liền muốn thể hiện, ai ngờ gấp nửa ngày cũng không được gì.
lại nhìn thấy cô gái bên cạnh hôn bạn trai một cái, bạn trai đã thuận lợi gắp một con gấu bông. Vì thế Doãn Tư Thần cũng muốn bắt chước, đưa mặt đến bên miệng Cố Hề Hề mượn một chút may mắn. Kết quả lại thật sự gắp được một đôi gấu nhỏ. Doãn Tư Thần đưa cho Cố Hề Hề, cảnh cáo cô nếu làm mất trừ một tháng tiền lương. Hôm sau, Doãn Tư Thần nói với Cố Hề Hề buổi trình diễn mà cô bỏ lỡ trước đó đã kéo dài thêm một ngày nữa, cô có thể đi xem. Cố Hề Hề nghe được tin tức này kích động vô cùng, trước khi ra khỏi cửa không quên cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như hôm trước nữa. Nhưng cô không hề biết, buổi trình diễn này là Doãn Tư Thần tự bỏ tiền túi ra sắp xếp cho cô. Hành động này khiến Phi Ngang rất ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu anh làm những việc không có lời lãi gì vì Cố Hề Hề rồi, chẳng lẽ anh thích cô ấy rồi hay sao? Doãn Tư Thần cũng không phủ nhận nữa, nói có lẽ mình đã yêu cô ấy mất rồi. Phi Ngang lập tức xung phong chuẩn bị nghi thức tỏ tình cho anh, nhưng lại bị anh ngăn cản. Bởi vì anh biết Cố Hề Hề hy vọng tình cảm được xây dựng trên cơ sở chân thành. Cho nên Doãn Tư Thần dự định sau khi bàn xong chuyện sáp nhập với Alex lần này, quay về sẽ tìm cơ hội hủy bỏ hợp đồng với Cố Hề Hề, muốn cô ấy dùng thân phận một người tự do chấp nhận lời tỏ tình của mình. Sau đó Doãn Tư Thần đến gặp Alex, bàn bạc chuyện sáp nhập thương hiệu Enjoy. Alex bày tỏ lần này mình chủ động tìm bọn họ cũng là vì chuyện này, anh ấy đồng ý hợp tác, nhưng điều kiện tiên quyết là để Cố Hề Hề chịu trách nhiệm quản lý Enjoy. Doãn Tư Thần rất vui vẻ đáp ứng điều kiện của đối phương, nói mình sẽ hỏi ý kiến của cô ấy. Sau khi trở lại khách sạn, Doãn Tư Thần có chút cảm nhẹ, Cố Hề Hề thấy vậy muốn đi mua thuốc cho anh, nhưng anh chỉ cần cô ở với mình một chút là được rồi. Mà hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề đã cố ý mang về một cái bánh kem nhỏ chúc mừng sinh nhật anh. Nhìn vợ nghiêm túc hát bài hát sinh nhật, Doãn Tư Thần yên lặng ước nguyện, hy vọng cô ấy có thể mãi ở bên cạnh mình. Tiếp theo là ăn bánh, sau khi nếm thử một miếng, Doãn Tư Thần nhân lúc Cố Hề Hề không chú ý hôn một cái, khiến cô có chút không biết làm sao vội vàng bỏ chạy. Rất nhanh hai vợ chồng đã về nước, Doãn Tư Thần biết được kế hoạch thương hiệu của Cố Hề Hề đã được thông qua, liền nói với cô viết một bản kế hoạch và mở một cửa hàng có sự khác biệt. Thế nhưng thông qua câu trả lời của cô, anh biết được đây là ước mơ từ nhỏ đến lớn của cô. Hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt đầu phần đầu tiên, cô rất vui mừng. Điều này khiến anh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hôm sau, Cố Hề Hề cầm bánh ngải cứu do mẹ làm đi tìm Mạc Tử Hân, cảm ơn anh ấy đã giúp mẹ mình thay máy sấy mới. Mạc Tử Hân nhân cơ hội mời cô ăn cơm, anh ngờ đúng lúc này Doãn Tư Thần đi đến, sắc mặt không tốt hỏi hai người đang làm cái gì. Sau khi nghe Mạc Tử Hân giải thích, Doãn Tư Thần liền gọi vợ về nhà. Về đến nhà, Doãn Tư Thần vẻ mặt không vui, nhất định muốn ăn bánh ngải cứu do Cố Hề Hề tự tay làm. Kết quả sau khi nếm thử một chút, anh liền kêu quá khó ăn, đứng dậy muốn rời đi. Cố Hề Hề tức giận hỏi anh không ăn sao còn bắt mình làm. Anh liền nói có người được ăn đồ mẹ vợ tôi làm, tôi đương nhiên phải ăn đồ do vợ tôi làm rồi. Sau khi trở về công ty, Doãn Tư Thần nhận được một cuộc gọi từ Alex, đối phương hỏi đề nghị lần trước của mình Cố Hề Hề suy nghĩ thế nào rồi. Doãn Tư Thần không từ chối ngay, mà chỉ nói mình vẫn cần chút thời gian sắp xếp. Sau khi cúp máy, anh bắt đầu rơi vào rối rắm. Nếu Cố Hề Hề quản lý Enjoy thì không thể làm thương hiệu cá nhân của riêng mình. Vì vậy anh muốn nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Phi Ngang nói khi mong ước của con người được toại nguyện sẽ càng dễ để chấp nhận yêu cầu của người khác. Những lời này khiến Doãn Tư Thần nghĩ đến Cố Hề Hề thần tượng một họa sĩ truyện tranh tên Niệm Hề. Thế là anh lập tức bảo Phi Ngang đi tìm Niệm Hề, sắp xếp cho mình gặp đối phương. Sau khi nhìn thấy Niệm Hề đeo mặt nạ, Doãn Tư Thần trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, muốn anh ấy và vợ mình cùng ăn một bữa cơm. Đồng thời Niệm Hề có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Ai ngờ đối phương lại nói anh có chắc là muốn tôi và Hề Hề cùng đi ăn chứ? Một câu nói khiến Doãn Tư Thần đoán được, Niệm Hề trước mắt chính là tình địch Mạc Tử Hân của mình. Khi Mạc Tử Hân tháo mặt nạ ra, Doãn Tư Thần còn tưởng rằng mình bị đối phương đùa giỡn, nhưng Mạc Tử Hân lại nói mình không rảnh để đùa với anh. Mà Doãn Tư Thần suy ra cái tên Niệm Hề chính là nhớ Hề Hề thì bắt đầu cảm thấy nguy cơ, đoán được tâm tư của đối phương đối với vợ mình. Anh cảnh cáo Mạc Tử Hân không được đem chuyện này nói cho cô ấy biết. Sau khi Doãn Tư Thần trở về, nghe thấy Cố Hề Hề và Lâm Tiểu Nhã gọi điện thoại nói về sự hưng phấn sắp mở cửa hàng, liền quyết định triệu tập quản lý các phòng ban đến công ty tăng ca. Mà Cố Hề Hề ở nhà bất ngờ nhìn thấy hợp đồng Alex gửi cho Doãn Tư Thần, mới biết được Alex yêu cầu mình làm người quản lý Enjoy. Cô không biết vì sao Doãn Tư Thần lại giấu mình, liền gọi điện cho Lâm Tiểu Nhã kể hết mọi chuyện. Nếu cô đồng ý tiếp nhận Enjoy thì sẽ không thể làm thương hiệu cá nhân của mình nữa. Ngay cả Lâm Tiểu Nhã cũng cảm thấy Doãn Tư Thần sẽ vì lợi ích buộc Cố Hề Hề đồng ý, nhưng họ không biết Doãn Tư Thần đã tìm kiếm phương án thay thế, dự định sẽ cố gắng thuyết phục Alex thay đổi điều kiện hợp tác. Anh cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ngay cả khi Alex không chấp nhận anh cũng sẽ từ bỏ hợp tác. Bởi vì so với thương hiệu của Alex, trong lòng anh đã có thứ mà mình muốn có được hơn. Sau khi trở về nhà, Doãn Tư Thần cố ý chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho Cố Hề Hề và hỏi cô có thể lùi thời gian khai trương cửa hàng một chút hay không. Gần đây anh gặp vài chuyện rắc rối cần phải giải quyết nên cần chút thời gian. Sau đó anh sẽ giúp cô hoàn thành việc mở cửa hàng. Điều này khiến Cố Hề Hề cho rằng Doãn Tư Thần vì mua lại Enjoy mà từ bỏ ước mơ của mình, thật sự không nhịn được cô liền nói ra mình đã nhìn thấy hợp đồng rồi. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề đã biết, liền đảm bảo mình sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, chỉ là cần một chút thời gian, hy vọng cô hãy tin mình. Anh không biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình, lại càng gây hiểu lầm cho Cố Hề Hề. Cô rất cảm ơn anh đã chuẩn bị bữa tối rồi rời đi. Kết quả ngày hôm sau, Cố Hề Hề liền biết được cửa hàng mình trang trí xong đã bị Wyman thu mua. Điều này khiến cô càng thêm tức giận,
Mắt thấy ngày khai trương sắp đến, Cố Hề Hề nội tâm vừa lo lắng vừa khổ sở. Mạc Tử Hân biết được chuyện này, liền lặng lẽ giúp cô tìm kiếm các cửa hàng phù hợp. Chạy cả buổi sáng cuối cùng cũng tìm được vị trí tốt nhất. Sợ Cố Hề Hề trong lòng có gánh nặng, anh nói dối là bạn mình tình cờ có cửa hàng cho thuê. Cứ thế giải quyết được vấn đề khẩn cấp của Cố Hề Hề, nhưng chuyện này vừa xong chuyện khác lại tới. Nhiễm Tịch Vi từ trợ lý biết được Alex đích thân chọn Cố Hề Hề là quản lý của Enjoy, cũng biết Cố Hề Hề sáng lập thương hiệu của mình. Vì thế cô ta cố ý liên lạc với truyền thông, công bố hai tin tức này ra ngoài. Sau khi Doãn Tư Thần đọc được tin tức, đầu tiên nghĩ đến là Cố Hề Hề tiết lộ bí mật, bởi vì chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết. Anh tức giận về nhà tìm Cố Hề Hề chất vấn, tôi đã nói tôi có thể giải quyết chuyện này, chỉ cần một chút thời gian mà thôi, vì sao cô lại làm như vậy? Để thuận lợi mở cửa hàng của mình mà cô bất chấp tung ra tin tức này hay sao? Cố Hề Hề nói mình không làm chuyện này, ngược lại chỉ trích Doãn Tư Thần dùng thủ đoạn bỉ ổi ngăn cản mình, thu mua cửa hàng ban đầu của mình, hại mình phải đổi địa điểm mới. Mặc dù vậy Doãn Tư Thần vẫn cho rằng là cô làm, vì cô là người được lợi duy nhất từ chuyện này. Anh châm chọc nói bây giờ cả thế giới đều biết nhà thiết kế vừa độc lập vừa cá tính Cố Hề Hề đã từ chối Alex. Đối mặt với Doãn Tư Thần không tin tưởng, trái tim Cố Hề Hề hoàn toàn lạnh lẽo, sự hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu. Mặt khác Alex đã rất tức giận khi đọc tin tức, anh gọi điện thoại chất vấn Doãn Tư Thần, nói cho dù từ chối cũng nên trực tiếp tìm mình nói rõ ràng, chứ không phải để cho mình đọc tin tức này trên mạng. Cũng vì vậy Alex tức giận hủy bỏ kế hoạch gặp mặt. Doãn Tư Thần vì muốn cứu vãn sự hợp tác, quyết định thuyết phục Cố Hề Hề cùng đi tìm Alex xin lỗi. Mà Cố Hề Hề ở nhà gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Nhã, muốn hỏi đối phương có vô tình tiết lộ chuyện này hay không. Lâm Tiểu Nhã nhớ lại lúc trước cùng cô nói chuyện điện thoại mình đang ăn tối trong nhà hàng, liệu có phải bởi vì nói quá lớn bị người khác nghe được hay không. Cố Hề Hề nghĩ thầm nếu thật sự là do mình tiết lộ tin tức, vậy quả thật là mình đuối lý. Vì thế cô định đi xin lỗi Doãn Tư Thần, kết quả lại nghe thấy anh nói chuyện điện thoại. Muốn thuyết phục Cố Hề Hề rất đơn giản, chỉ cần mời cô ấy ăn một bữa, tặng thêm món quà đắt tiền rồi để cô ấy bất cẩn làm vỡ. Đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, cô ấy sẽ không thể không nghe theo chúng ta. Cố Hề Hề nghe đến đây đau lòng rời đi, lại không nghe được Doãn Tư Thần nói lần trước quả thực anh sẽ làm thế, nhưng lần này sẽ không. Lần này anh phải dựa vào chân thành để khiến Cố Hề Hề cảm động. Mà Phi Ngang cũng đã điều tra được, người tung tin lần này rất có thể là Nhiễm Tịch Vi. Tại thời điểm này, Doãn Tư Thần còn không biết Cố Hề Hề đã hoàn toàn hiểu lầm mình. Ngày hôm sau anh hẹn gặp cô tại nhà hàng, vui vẻ lấy ra món quà bất ngờ đã chuẩn bị từ lâu đưa cho cô. Không ngờ Cố Hề Hề căn bản không mở hộp quà ra, nói thẳng tối qua mình đã nghe thấy hết rồi. Có phải chỉ cần mình vừa mở cái hộp này ra, số phận của mình sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh hay không? Cũng chỉ trích anh chính là một thương nhân máu lạnh vô tình. Doãn Tư Thần vốn định giải thích rõ ràng, nhưng Cố Hề Hề đang tức giận căn bản không cho anh cơ hội. Cô nói mình đồng ý tạm thời đóng cửa hàng trong một thời gian, cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của Alex, nhưng chỉ trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Đến khi hợp đồng hết hạn, anh làm Doãn Tư Thần của anh, tôi làm Cố Hề Hề của tôi, chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nói xong Cố Hề Hề đừng dậy rời đi, Doãn Tư Thần vội vàng ngăn cản, muốn cô mở món quà ra trước đã. Nhưng cô lại nói một câu tôi không bồi thường nổi rồi dứt khoát rời đi. Lúc này trợ lý nói cho Doãn Tư Thần biết đã tìm được khách sạn của Alex, vì vậy anh đành phải đi tìm Alex trước. Đối mặt với sự cố chấp của Doãn Tư Thần, Alex đồng ý cho anh cơ hội nói chuyện. Sau đó Doãn Tư Thần dẫn Alex đến trước cửa hàng của Cố Hề Hề, nói với đối phương đây là giấc mơ của cô ấy từ khi còn nhỏ, và bản thân cũng sẽ kiên định ủng hộ sự lựa chọn của cô ấy. Nói xong Doãn Tư Thần đưa ra phương án thay thế của mình, cố gắng thuyết phục Alex, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Mà Cố Hề Hề buồn bã trở về nhà, nhìn thấy hộp quà trên bàn, nhịn không được tò mò mở ra xem. Thế nhưng phát hiện nó vốn không phải là một món quà đắt tiền, mà là đồng xu mình đã ném nhầm ở Milan. Bên cạnh đó là một tờ giấy nhỏ. Lúc này cô mới biết được, Doãn Tư Thần mất một đêm mới tìm được đồng xu này. Bảo sao sau đêm đó anh lại bị cảm lạnh và ho. Cố Hề Hề rốt cục biết mình hiểu lầm Doãn Tư Thần, ngay sau đó liền hẹn gặp riêng Alex chân thành xin lỗi. Nói cho anh ấy biết Doãn Tư vì hợp tác lần này mà đã nỗ lực như thế nào. Nếu Alex có thể cho Doãn Tư Thần một cơ hội, cô có thể từ bỏ thương hiệu của mình, trở thành người quản lý của Enjoy. Nhưng Alex lại nói nếu vậy Doãn Tư Thần sợ là sẽ không vui, vì những gì anh ấy đã cố gắng làm đều là bảo vệ giấc mộng của Cố Hề Hề. Tuy nhiên thấy hai vợ chồng họ trả giá cho nhau như vậy, Alex cuối cùng cũng cảm động, đồng ý xem xét lại phương án mới của Doãn Tư Thần. Hôm sau Cố Hề Hề không cẩn thận đụng phải Phi Ngang, vô tình nhìn thấy hợp đồng thuê cửa hàng mà mình muốn thuê trước đó. Lúc này cô mới biết được việc này Doãn Tư Thần không hề hay biết, chỉ là phòng thu mua của công ty vô tình chọn chúng mà thôi. Xem ra việc mình hiểu lầm anh ấy còn rất nhiều. Đồng thời Doãn Tư Thần trong thư phòng đang vô cùng vui vẻ bởi vì Alex đã đồng ý với đề nghị của mình. Anh nói với Phi Ngang toàn bộ nhân viên công ty được nghỉ một ngày. Sau đó liền ra vườn tìm Cố Hề Hề, cảm ơn cô ấy vì đã thuyết phục Alex. Cố Hề Hề đang vẽ tranh, bảo anh đừng làm phiền mình. Doãn Tư Thần chỉ có thể ở một bên lẳng lặng quan sát. Lúc này bọn họ đều ngầm hiểu tất cả những điều tồi tệ đã qua, ngồi ngắm nhau mà trong lòng thầm nghĩ đối phương cũng đẹp đấy chứ. Cố Hề Hề còn lén vẽ một bức tranh của Doãn Tư Thần. Ngay khi anh ấy muốn đứng dậy xem cô vẽ gì, cô liền nhanh tay cầm lấy tranh bỏ chạy. Doãn Tư Thần đuổi theo, hai người cười đùa đùa giỡn rất vui vẻ. Ai ngờ Cố Hề Hề không đứng vững thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may Doãn Tư Thần kịp thời đỡ được, hai người còn không cẩn thận hôn môi.
Cố Hề Hề xấu hổ vội vàng chạy đi. Hôm nay Cố Hề Hề và Lâm Tiểu Nhã dự định tìm người mẫu để chụp ảnh, quảng bá thương hiệu cá nhân. Không ngờ lại vừa vặn bị Nhiễm Tịch Vi nhìn thấy, thế là cô ta lén lút cướp hết người mẫu đi. Nhưng địa điểm và nhiếp ảnh gia đã thuê rồi, nếu hôm nay mà không chụp họ sẽ lỗ mất khoản phí này. Trong khi hai người đang lo lắng, Mạc Tử Hân đúng lúc xuất hiện. Vì thế bị Cố Hề Hề lôi kéo làm người mẫu. Nhìn ngoại hình và khí chất của Mạc Tử Hân, hai người không khỏi cảm thán, để anh đi làm chủ tịch quả thật đáng tiếc, còn đẹp trai hơn một người mẫu chuyên nghiệp. Không ngờ lúc này Doãn Tư Thần cũng cầm đồ ăn tới thăm vợ, nhìn thấy Mạc Tử Hân nhất thời ghen tuông nổi lên, cũng đòi làm người mẫu cho cô. Cứ thế chủ tịch của hai công ty lớn, để giành được sự chú ý của cô gái mình thích mà đua nhau làm người mẫu. Mà trong lúc chụp ảnh, ánh mắt Doãn Tư Thần đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tình địch, khiến Cố Hề Hề nhịn không được hỏi ánh mắt của anh định giết ai hay sao. Cô muốn chụp bộ ảnh thiếu niên hoạt bát đáng yêu khó lắm sao? Đối mặt với sự trách móc của vợ, Doãn Tư Thần đành phải nghe lời giả vờ đáng yêu. Nhưng hình ảnh thực sự cay mắt, Cố Hề Hề đành phải đưa cho anh một chai Coca để chụp ảnh. Không ngờ Doãn Tư Thần trực tiếp mở nắp ra, Coca trực tiếp bắn tung tóe vào áo sơ mi. Đây là chiếc áo sơ mi thủ công duy nhất ở đây, Cố Hề Hề tức giận đuổi theo Doãn Tư Thần đòi bồi thường. Buổi tối Cố Hề Hề mệt mỏi trở về nhà, không ngờ Doãn Tư Thần lại lấy ra một phong bao lì xì thật dày để bồi thường cho áo sơ mi ngày hôm nay. Cố Hề Hề nhất thời lấy lại tinh thần, nhưng anh lại muốn cô trả lời một câu hỏi trước. Hôm nay biểu hiện của anh và Mạc Tử Thần ai tốt hơn? Cố Hề Hề cố ý khen Mạc Tử Hân đẹp trai chân dài khí chất tốt, có thể chấm điểm đầy đủ. Mà Doãn Tư Thần tuy rằng cũng đẹp trai chân cũng dài, nhưng độ phối hợp không cao lại còn nặng sát khí, cho nên phải trừ một điểm. Doãn Tư Thần không nghĩ tới hai người thi đấu, mình cư nhiên xếp thứ hai. Trong nháy mắt tức giận nhào Cố Hề Hề xuống sofa, hỏi mình và Mạc Tử Hân rốt cuộc ai mới là số 1. Có cần anh dạy cô làm thế nào để trở thành bà Doãn đủ tư cách? Bầu không khí mập mờ này khiến Cố Hề Hề xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra chạy chối chết. Ngày hôm sau, Cố Hề Hề vì trả thù mà cố ý hỏi thăm bà nội Doãn Tư Thần thích ăn gì và ghét ăn gì. Ngay sau đó cô liền mang cơm hộp đến công ty cho chồng. Doãn Tư Thần vừa nhìn bên trong là củ mài mình ghét nhất, liền biết cô đang cố tình trả thù. Điều đáng giận nhất là Cố Hề Hề còn ở trước mặt nhân viên công ty tự tay đút cho anh ăn. Còn nói cái gì phải biểu hiện ân ái vợ chồng. Doãn Tư Thần đành phải kiên trì ăn một miếng. Cố Hề Hề mắt thấy đã đạt được mục đích, liền chào hỏi rồi nhanh chóng chuồn đi. Phi Ngang định dọn đồ ăn đi thì bị Doãn Tư Thần ngăn cản. Anh thấy còn một cái hộp khác dán tờ giấy, Cố Hề Hề nói món này mình đã cải tiến rồi, ngon lắm anh có thể ăn thử. Doãn Tư Thần nhịn không được nếm một chút, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Buổi tối về đến nhà, anh liền cầm hộp cơm tìm Cố Hề Hề, yêu cầu cô từ ngày mai mỗi ngày đều phải đến công ty đưa cơm cho mình. Cố Hề Hề nghĩ thầm đây đều là anh ép mình đấy nhé. Vì vậy hôm sau đến công ty, cô lấy danh nghĩa để nhân viên nhìn thấy tình cảm vợ chồng thắm thiết, nhất định kéo anh đến phòng nghỉ của nhân viên ăn cơm. Còn cố ý làm nũng muốn anh đút cho mình. Các nhân viên đều cảm thán chủ tịch lạnh lùng không ngờ lại có mặt dịu dàng như vậy. Lại không biết cuộc chiến ngầm giữa họ bắt đầu khởi động. Hai vợ chồng anh đút một miếng em đút một miếng, phát cơm chóa cho nhân viên ở đó. Cuối cùng Cố Hề Hề bị nhét đến ăn không nổi đành phải đầu hàng. Không ngờ Doãn Tư Thần trực tiếp ăn đồ ăn trên miệng cô. Cố Hề Hề vô cùng xấu hổ, cũng không còn tâm tư náo loạn nữa vội vàng bỏ chạy. Buổi tối Nhiễm Tịch Vi gọi điện thoại cho Thượng Kha, nhờ đối phương giúp mình hẹn Doãn Tư Thần tối nay ra ngoài, muốn giải thích về chuyện tiết lộ thông tin của Alex lần trước. Nhưng lúc Thượng Kha đi hẹn Doãn Tư Thần, anh ấy lại lập tức từ chối, bởi vì buổi tối anh đã tổ chức một vũ hội hóa trang cho Cố Hề Hề. Thượng Kha vừa nghe liền nói mình cũng muốn đi, hơn nữa còn có thể giúp anh hẹn thêm vài người, như vậy vũ hội mới náo nhiệt. Thượng Kha còn chủ động nhận luôn việc chuẩn bị lễ phục cho vũ hội. Sau đó về công ty, anh ta lấy hình ảnh của Cố Hề Hề và Nhiễm Tịch Vi đưa cho trợ lý, bảo đối phương chuẩn bị lễ phục cho họ. Cố Hề Hề lễ phục màu tối, còn Nhiễm Tịch Vi thì màu sáng. Đến lúc đó cho người tạm thời giữ chân Cố Hề Hề, để Nhiễm Tịch Vi có thể lén giải trừ hiểu lầm với Doãn Tư Thần. Không ngờ trợ lý lại bị người ta đụng phải khi xuống lầu, cho nên đã nhầm lẫn giữa hai bức ảnh. Coi Cố Hề Hề mặc lễ phục màu trắng trở thành Nhiễm Tịch Vi, mà Nhiễm Tịch Vi mặc lễ phục màu đen thành Cố Hề Hề, còn bị trợ lý một mình dẫn đi. Chờ Doãn Tư Thần đến vũ hội, Thượng Kha nói với anh hôm nay Nhiễm Tịch Vi cũng tới. Cô ta muốn nói chuyện với anh về một số hiểu lầm gần đây, tình bạn nhiều năm như vậy không nên cứ thế tan vỡ. Vừa vặn Doãn Tư Thần cũng có mấy lời muốn nói rõ ràng với cô ta. Cứ như vậy âm sai dương sai, hai người đều nhầm Cố Hề Hề là Nhiễm Tịch Vi. Doãn Tư Thần khuyên cô nên buông bỏ chấp niệm trong lòng. Có lẽ bởi vì tất cả mọi người nghĩ rằng chúng ta nên ở bên nhau, cho nên em mới sinh ra ảo giác thích anh. Nhưng trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta là quan hệ có thể làm người yêu. Vậy nên mong rằng sau này tình cảm em dành cho anh đừng vượt quá giới hạn nữa. Hơn nữa anh đã có người mà mình thích rồi. Vì vậy, sau này anh và em cũng nên giữ khoảng cách thích hợp. Cố Hề Hề lại coi nhầm những lời này là Doãn Tư Thần nói với mình. Cô không nói một lời đau lòng xoay người rời đi, trong nháy mắt tháo mặt nạ ra đã sớm nước mắt đầy mặt. Lúc này cô mới phát hiện, thì ra mình sớm đã bất chi bất giác thích anh ấy. Doãn Tư Thần ở vũ hội thế nào cũng không tìm được Cố Hề Hề, lại đột nhiên nhận được tin nhắn từ cô. Vũ hội tối nay thực sự khiến tôi rất bất ngờ. Tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu, cũng sẽ giữ khoảng cách với anh. Tối nay tôi sẽ ở nhà Lâm Tiểu Nhã, điều này khiến anh không hiểu gì cả. Lúc này, Nhiễm Tịch Vi còn tràn đầy chờ đợi được gặp Doãn Tư Thần, không ngờ thang máy lại đột nhiên hỏng.
Muốn gọi điện cầu cứu nhưng điện thoại cũng không có tín hiệu, kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Cho đến khi cô ta được giải cứu thì vũ hội đã kết thúc. Thượng Kha cảm thấy áy náy không ngừng xin lỗi Nhiễm Tịch Vi. Biết được Doãn Tư Thần đã rời khỏi vũ hội, trong lòng cô ta vô cùng mất mát. Mặt khác, Cố Hề Hề vẫn còn đắm mình trong nỗi buồn, kìm lòng không được nhớ tới hồi ức lúc trước của hai người. Còn tưởng Doãn Tư Thần cũng giống mình, trong lòng đều chứa đựng lẫn nhau. Nhưng hôm nay lại nghe được lời tuyệt tình của anh, mới biết hóa ra chỉ là tự mình đa tình. Dù sao hai người cũng chỉ là quan hệ thuê mướn, chờ cho đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Doãn Tư Thần bên này còn đang buồn bực, Cố Hề Hề sao lại đột nhiên lạnh lùng với mình như vậy. Vừa vặn lúc này Thượng Kha gọi điện thoại tới, nói với anh người mà anh nhìn thấy trong vũ hội đêm qua không phải là Nhiễm Tịch Vi mà là Cố Hề Hề. Lúc này Doãn Tư Thần hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân, anh vội vàng gọi cho Cố Hề Hề, nhưng làm thế nào cũng không thể gọi được. Hóa ra xe tải vận chuyển vải đến xưởng may của Cố Hề Hề bị hỏng giữa đường, cô đang gấp đến sứt đầu mẻ trán, liên tục gọi để giải quyết vấn đề. Cũng may Lâm Tiểu Nhã thông báo cho Mạc Tử Hân đến hỗ trợ xử lý. Khi Cố Hề Hề đến, phát hiện Mạc Tử Hân đã giúp chuyển vải thì vô cùng cảm kích, anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi cô cần. Ngay khi hai người chuẩn bị lên xe trở về, Doãn Tư Thần lái xe tìm đến đây. Đối mặt với sự quan tâm của anh, Cố Hề Hề tỏ ra vô cùng kháng cự, cũng không muốn nghe anh giải thích. Doãn Tư Thần chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Sau đó Mạc Tử Hân dẫn Cố Hề Hề đi ăn cơm. Anh vẫn luôn quan tâm đến cô, vừa nhìn đã nhận ra cô không vui, nhịn không được quan tâm tình hình gần đây của cô. Cố Hề Hề dường như tìm được chỗ phát tiết, kể lại mâu thuẫn giữa mình và Doãn Tư Thần. Nhìn bộ dáng thương tâm khổ sở của Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân đảm bảo với cô, bất kể cô đưa ra quyết định gì, có ở đâu đi nữa, thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô. Thật không may, cô đối với anh cũng không có tình cảm nam nữ. Cố Hề Hề trong lòng khổ sở càng uống càng nhiều, cuối cùng say khướt được Mạc Tử Hân cõng về. Trên đường về, Cố Hề Hề đột nhiên nói một câu em thích anh có thích em không? Biết rõ người cô nói không phải là mình, Mạc Tử Hân trong lòng chua xót, nhưng vẫn nhân lúc này nói ra lời trong lòng, anh rất thích em. Ngày hôm sau Cố Hề Hề tỉnh dậy, phát hiện tài khoản Weibo của cửa hàng đột nhiên bị cư dân mạng công kích. Tất cả đều nói rằng cô đã sao chép thiết kế của Alex. Hóa ra trước đó Nhiễm Tịch Vi đã đến gặp Cố Hề Hề, mời cô tham gia một cuộc phỏng vấn độc quyền. Cố Hề Hề do dự nhưng vẫn đáp ứng lời mời của cô ta. Nhưng không ngờ sau khi cuộc phỏng vấn được đăng tải, Cố Hề Hề bị cư dân mạng mắng lên hot search. Mặc dù Nhiễm Tịch Vi đều khen cố gắng thiết kế của Cố Hề Hề, nhưng mỗi một ý đều đang nâng cửa hàng của cô thành thương hiệu mang tầm quốc tế khiến mọi người phản cảm. Còn cố ý phóng đại chuyện Cố Hề Hề từ chối Alex, nói nguồn cảm hứng thiết kế của cô bị Alex ảnh hưởng, ám chỉ cô sao chép Alex. Mà những câu giải thích phía sau của Cố Hề Hề thì cô ta không đề cập tới. Cố Hề Hề không hiểu Nhiễm Tịch Vi làm như vậy thì có lợi ích gì, giờ phút này đầu óc cô như sắp nổ tung. Bây giờ cách duy nhất là nhanh chóng giải thích, nhưng bình luận quá nhiều, cô căn bản không trả lời được hết. Cũng may Doãn Tư Thần xuất hiện vào lúc này. Anh nói bây giờ không phải là lúc để cô làm những chuyện này, sẽ chỉ khiến thái độ chống đối của họ dữ dội hơn mà thôi. Tốt nhất là cô đợi chuyện này hạ nhiệt, rồi làm một báo cáo ngắn gọn rõ ràng để giải thích sự thật. Nhưng Cố Hề Hề căn bản không nghe, cảm thấy cửa hàng này không phải của anh nên anh mới bình tĩnh như vậy. Doãn Tư Thần muốn giải thích về vũ hội hóa trang đêm đó, nhưng cô cũng không cho anh cơ hội, tức giận đuổi anh đi. Sau khi về nhà, Doãn Tư Thần căn bản không thể ngủ được, nhịn không được anh cầm lấy máy tính, thấy Cố Hề Hề vẫn còn đang trả lời bình luận. Anh thật sự không nhịn được nữa, lập tức biến thành anh hùng bàn phím bảo vệ vợ. Cố Hề Hề bên này nhìn thấy một tài khoản tên là Nhân Gian đang nói giúp mình thì rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình cũng có fan não tàn ư? Cô trực tiếp nhắn tin cảm ơn, lại không biết fan não tàn đó chính là chồng mình. Doãn Tư Thần thức dậy, phát hiện vợ cả đêm không về liền đi thẳng đến cửa hàng tìm cô. Kết quả lại nhìn thấy Mạc Tử Hân thế nhưng cũng ở đây. Anh lập tức ghen tuông hỏi tình địch rảnh rỗi quá nhỉ, ngày nào cũng quanh quẩn ở đây. Mạc Tử Hân trả lời mình và Cố Hề Hề là bạn, hơn nữa còn là cổ đông của cửa hàng, cho nên có nghĩa vụ phải ở đây để giúp đỡ. Thế là Doãn Tư Thần cũng đòi làm cổ đông, nhưng Cố Hề Hề không đồng ý. Mạc Tử Hân cũng nói đây không phải Wyman, cũng không phải chuyện nhà của anh, mong anh có thể tôn trọng ý kiến của Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần không có gì để nói, đành phải bỏ bữa sáng xuống trở về. Nhưng anh không muốn ngồi chờ chết như vậy, nhất định phải giúp Cố Hề Hề giải quyết khó khăn trước mắt, để cho cô ấy biết mình không chỉ đẹp trai hơn Mạc Tử Hân, mà khả năng đầu tư còn tốt hơn anh ta. Ngay sau đó anh đến studio của Nhiễm Tịch Vi gặp cô ta. Thủ đoạn của cô ta có lẽ kinh nghiệm của Cố Hề Hề còn chưa phát hiện ra được, nhưng anh vừa nhìn đã biết là cô ta cố ý làm như vậy. Mặc dù Nhiễm Tịch Vi nhiều lần giải thích là do nhân viên sơ suất, nhưng Doãn Tư Thần vẫn cảnh cáo cô ta, có những việc anh không truy cứu không có nghĩa là anh không biết. Cố Hề Hề là vợ anh sẽ không cho phép bất kỳ ai vì bất cứ mục đích nào làm tổn thương cô ấy. Nhiễm Tịch Vi lúc này còn chất không thừa nhận, cố gắng biện minh cho chính mình, nói mình đã ở bên anh nhiều năm từ nhỏ đến lớn, mình là loại người gì anh không biết hay sao. Nhưng Doãn Tư Thần đã sớm nhìn ra cách làm của cô ta, chỉ hy vọng cô có thể dừng lại ở đó, có những chuyện một vừa hai phải thôi. Tuy nhiên Nhiễm Tịch Vi đã yêu Doãn Tư Thần lâu như vậy, làm thế nào có thể bị đe dọa bởi hai câu nói của anh. Cô ta cố tình say rượu, bảo Thượng Kha gọi điện thoại cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần vốn định về nhà với vợ, đành phải quay đầu xe tới tìm Nhiễm Tịch Vi. Cơ hội tốt như vậy Nhiễm Tịch Vi cũng sẽ không bỏ qua. Cô ta mượn cơn say tỏ tình với Doãn Tư Thần lần nữa. Nhưng bây giờ trong lòng anh chỉ có Cố Hề Hề,
trực tiếp nói rõ mình chỉ coi Nhiễm Tịch Vi là bạn, tình cảm giữa bọn họ chỉ có thể là tình bạn, anh đã yêu Cố Hề Hề rồi. Nói xong những lời này, Doãn Tư Thần liền rời đi, không quan tâm đến cô ta nữa. Hôm sau, Cố Hề Hề đã viết xong một bài báo cáo, nhưng cô vẫn quyết định nghe theo đề nghị của Doãn Tư Thần, vài ngày nữa chờ cư dân mạng bình tĩnh lại rồi mới giải thích. Lúc này nhìn thấy Nhân Gian vẫn đang giúp mình trả lời bình luận, cô để ý mới thấy cái giọng văn này càng đọc thì càng thấy quen. Ngay giây sau liền đoán ra đó là Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề không nhịn được gửi tin nhắn, nói việc của tôi không cần anh lo. Sau đó thuận tay kéo anh vào danh sách đen. Mạc Tử Hân vốn định dùng đội ngũ quan hệ công chúng của công ty mình để giúp Cố Hề Hề xoay chuyển dư luận, nhưng cô cho rằng dựa vào thực lực để được công nhận mới là hữu dụng nhất. Khi Cố Hề Hề cùng bà nội đi dạo phố đột nhiên có được cảm hứng, quyết định làm một hoạt động makeover, chọn vài người bình thường trên phố giúp đỡ phối đồ, giúp họ thay đổi tạo hình. Như vậy vừa có thể thể hiện năng lực thiết kế của bản thân, vừa có thể bồi dưỡng danh tiếng thương hiệu. Nào ngờ Nhiễm Tịch Vi lại ở sau lưng làm khó dễ, không cho các tài khoản công chúng lớn tiếp nhận quảng bá của Cố Hề Hề. Sau khi Doãn Tư Thần biết được chuyện này, liền quyết định giúp vợ một tay. Anh đích thân ra mặt mặc quần áo do Cố Hề Hề thiết kế, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, giới thiệu đây là thương hiệu do vợ mình sáng lập. Không chỉ vậy, anh ấy còn xác minh danh tính mình chính là Nhân Gian, khiến mọi người đều biết người vì Cố Hề Hề mà chống lại cả thế giới ở phần bình luận là anh ấy. Cũng nhờ việc này, cửa hàng của Cố Hề Hề nhanh chóng có một bước ngoặt. Cố Hề Hề hủy chặn Doãn Tư Thần, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn anh giải thích chuyện vũ hội hóa trang lần trước. Mới biết thì ra mình vẫn luôn trách nhầm anh ấy. Đang phát sầu không biết nên giải thích với Doãn Tư Thần như thế nào, thì anh lại đột nhiên xuất hiện. Cố Hề Hề rốt cuộc nhịn không được nữa, kích động chạy tới ôm chặt lấy anh. Hiểu lầm của hai người rốt cuộc cũng được giải trừ, và hẹn tối nay cùng nhau ăn tối. Nhưng Cố Hề Hề tạm thời có việc lại nhắn tin hủy bỏ cuộc hẹn. Doãn Tư Thần đang tức giận thì Nhiễm Tịch Vi đột nhiên tìm tới. Cô ta mang đến món ăn mà anh thích nhất, kể về những khoảnh khắc vui vẻ của hai người ngày trước, hy vọng rằng điều này có thể gây ấn tượng với Doãn Tư Thần. Không ngờ Doãn Tư Thần đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Nhã, nói nhà Cố Hề Hề xảy ra chuyện. Doãn Tư Thần lập tức bỏ lại Nhiễm Tịch Vi, trước khi đi còn cảm ơn món ăn của cô ta, nhưng sau này không cần làm nữa. Thì ra bố Cố Hề Hề ngoại tình, không những vậy còn đưa thẻ của con gái cho Tiểu Tam tiêu xài. Cho nên cô một mình đến thẩm mỹ viện tìm Tiểu Tam. Biết được thân phận của Cố Hề Hề, Tư Sảnh chẳng những không có nửa phần chột dạ, còn kiêu ngạo muốn động thủ giáo huấn cô. May mà bị Doãn Tư Thần chạy tới ngăn cản. Anh che chở vợ mình rời đi, để Phi Ngang ở lại đối phó với Tư Sảnh. Yêu cầu cô ta trước mặt nhiều người phải đọc to những điều đáng xấu hổ của mình 10.000 lần, nếu không sẽ đưa đến đồn cảnh sát. Giải quyết xong sự việc này, Doãn Tư Thần đưa Cố Hề Hề và mẹ về quê. Anh vừa định xoay người rời đi, lại được mẹ vợ giữ lại ngủ một đêm. Doãn Tư Thần đương nhiên cầu còn không được. Cố Hề Hề vốn định ngủ với mẹ, kết quả bà lại bảo kết hôn rồi ai lại ngủ với mẹ bao giờ. Cứ như vậy hai người đành phải ở chung một gian phòng. Cố Hề Hề cố ý tìm cho anh một bộ đồ ngủ màu hồng cho anh mặc vào, tức giận nhất là cô lại còn muốn chụp ảnh. Doãn Tư Thần không đồng ý yêu cầu cô xóa ảnh. Hai người vui đùa ầm ĩ không cẩn thận ngã xuống giường. Bầu không khí lập tức mập mờ đến cực điểm. Doãn Tư Thần hỏi mình có thể hôn cô hay không. Cố Hề Hề trong lòng có anh cũng nhắm mắt ngầm chấp nhận. Ai ngờ đúng lúc này mẹ mang chăn đến cho hai người, trong nháy mắt bầu không khí vô cùng lúng túng. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Cố Hề Hề đang nói chuyện với hàng xóm thì Mạc Tử Hân đột nhiên ghé thăm. Điều này khiến Doãn Tư Thần cảm thấy ghen tuông kéo Cố Hề Hề rời đi. Trong những ngày ở quê với mẹ, hai người giống như một đôi vợ chồng chân chính, cùng nhau đi siêu thị mua đồ, giống như một gia đình cùng nhau náo nhiệt ăn một bữa cơm. Đây là chuyện trước kia Doãn Tư Thần chưa từng trải qua. Mà Cố Hề Hề cũng nói hai ngày nay nếu không có anh ở đây, mình cũng không biết nên làm cái gì. Hôm sau Mạc Tử Hân lại đến nhà Cố Hề Hề, còn cố ý ở lại ăn cơm. Thế là hai người đàn ông 30 tuổi, giờ phút này lại ngây thơ như trẻ con, ở trên bàn cơm tranh giành tình cảm. Sau đó, Cố Hề Hề dẫn Doãn Tư Thần đi xem căn cứ bí mật của mình, vui vẻ giới thiệu đây là nơi cô thể hiện tất cả cảm xúc của mình khi còn nhỏ. Nhìn những nét vẽ trên này, Doãn Tư Thần biết được bức tường này cũng có một phần của Mạc Tử Hân, anh liền khoanh tròn hình vẽ của cô lại, viết lên đó người lạ chớ tới gần. Bộ dáng ghen tuông của anh chọc cho cô cười ra tiếng. Sáng hôm sau Cố Hề Hề tiễn Doãn Tư Thần đi làm, lại vô tình nhìn thấy cách đó không xa có đôi tình nhân đang ôm hôn nồng nhiệt. Doãn Tư Thần thấy vậy liền hỏi vợ có phải em làm bà Doãn rất không đạt yêu cầu hay không. Cố Hề Hề hiểu ý, liền cúi xuống cho anh một nụ hôn. Doãn Tư Thần lúc này mới hài lòng đi làm. Còn dặn dò cô chờ mình, tan làm anh sẽ đưa cô đến một nơi. Buổi tối Doãn Tư Thần đưa Cố Hề Hề đi chơi vòng đu quay, giúp cô thực hiện mong muốn ngồi vòng đu quay khổng lồ khi còn nhỏ. Nhìn lên biển sao nhìn xuống vạn nhà đèn đuốc, người bên cạnh thề phải bên nhau trọn đời, hôm nay Cố Hề Hề rốt cục có thể thực hiện được. Vẻ đẹp không chỉ là khung cảnh trước mắt, mà còn cảm giác thuộc về bên trong. Doãn Tư Thần cũng rất cảm ơn cô, đã biến mình từ một thương nhân máu lạnh vô tình, trở thành một người bình thường với những thay đổi về cảm xúc. Thời gian này anh đã rất rõ ràng điều mình thực sự muốn là gì. Vì vậy nhân cơ hội này anh lấy dũng khí tỏ tình với Cố Hề Hề. Nhưng cô nói mình tạm thời vẫn chưa có cách nào trả lời. Doãn Tư Thần cũng không sốt ruột, dù sao ngày sau còn dài. Ba ngày sau, lúc mẹ Cố ở quê thu dọn đồ đạc, Mạc Tử Hân vừa vặn đến hỗ trợ. Trong lúc vô tình anh nhìn thấy quyển tranh năm đó mình tặng cho Cố Hề Hề. Mẹ Cố nói, bà nghe con gái nhắc tới quyển tranh này là một người rất quan trọng đã tặng cho cô ấy. Mạc Tử Hân vừa nghe có chút kích động, liền cầm quyển tranh trở về tìm Cố Hề Hề.
anh thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cô, cũng tiết lộ mình thật ra chính là Niệm Hề thần tượng của cô. Chuyện của Niệm Hề đều là những gì anh muốn nói với cô. Anh sẽ chờ đến khi cô kết thúc hợp đồng trở lại làm người tự do, chỉ cần cô cho mình một cơ hội. Sau đó không đợi Cố Hề Hề đáp lại, Mạc Tử Hân để lại một tấm thiệp, buổi tối hôm sinh nhật cô anh sẽ đợi cô. Thế nhưng Doãn Tư Thần cũng hẹn cô ăn tối vào ngày sinh nhật. Lúc này Cố Hề Hề đang đứng trước sự lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời. Một bên là người chồng hợp đồng tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại là người mà mình động tâm. Một bên là Thanh Mai Trúc Mã luôn yên lặng bảo vệ và trả giá cho mình. Cô gái nhất thời không biết phải làm thế nào để giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đều tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc tối đợi cô đến. Dường như ông trời đều cảm thán đoạn tình tay ba này. Cố Hề Hề không chỉ kẹt xe trên đường, trời còn đổ mưa lớn. Cô lo lắng mình đến muộn, chỉ có thể xuống xe chạy tới. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, người tới gặp Doãn Tư Thần không ngờ lại là Nhiễm Tịch Vi, điều này khiến anh rất thất vọng. Nhiễm Tịch Vi không cam lòng cứ như vậy buông tay, rõ ràng tất cả mọi người bên cạnh đều cho rằng họ là một cặp trời sinh, đều là do Cố Hề Hề xuất hiện cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về cô ta, hủy hoại cuộc đời của cô ta. Đối mặt với sự cuồng loạn của Nhiễm Tịch Vi, Doãn Tư Thần lại thờ ơ, nói thẳng lúc trước hai người chỉ thuận theo sự hiểu lầm của người khác. Có lẽ tình yêu mà cô nghĩ chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ hai người có thể làm người yêu. Từ đầu đến cuối anh đều chỉ yêu một mình Cố Hề Hề. Nhiễm Tịch Vi còn có ý đồ dây dưa, nhưng Doãn Tư Thần đã sớm nhìn ra dụng ý của cô ta. Cô chỉ muốn ở lại đây để Cố Hề Hề hiểu lầm mối quan hệ của họ, muốn sinh nhật Cố Hề Hề trở nên tồi tệ hơn. Vì thế không chút lưu tình đuổi cô ta đi. Nhiễm Tịch Vi chỉ có thể xám xịt rời đi. Cùng lúc đó, Cố Hề Hề cuối cùng lại xuất hiện ở trước mặt Mạc Tử Hân. Nhìn thấy cô xuất hiện, Mạc Tử Hân rất vui vẻ, lấy can đảm để thể hiện tình cảm của mình. Đây là những món quà anh đã chuẩn bị cho cô bắt đầu từ khi cô 1 tuổi đến nay. Anh hy vọng được tham gia vào quá khứ của cô, cũng hy vọng có mặt ở hiện tại và tương lai của cô. Cố Hề Hề tuy rằng rất quý trọng anh, cảm ơn anh vì từ nhỏ tới lớn luôn cho mình sự ấm áp và đồng hành. Nhưng trong lòng rất rõ ràng tất cả đều không liên quan đến tình yêu. Vì thế tràn đầy áy náy từ chối lời tỏ tình của Mạc Tử Hân. Sau đó cô vội vàng chạy tới nhà hàng Doãn Tư Thần đã hẹn. Nhưng không ngờ vừa vặn gặp phải ùn tắc giao thông lớn. Điện thoại di động cũng bị tắt vì hết pin. Cố Hề Hề đành phải đội mưa lớn chạy về phía nhà hàng. Nhưng khi cô đến nơi, nhân viên phục vụ cho biết nhà hàng đã đóng cửa. Ngay khi Cố Hề Hề trong lòng mất mát không biết phải làm gì, đèn bên cạnh đột nhiên sáng lên. Doãn Tư Thần đang đứng trong ánh sáng cười với cô. Cố Hề Hề rốt cục không kiềm chế được tình cảm trong lòng, kích động chạy tới trực tiếp hôn lên môi anh. Mặc dù bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đã biến mất, nhưng Doãn Tư Thần vẫn chuẩn bị bánh sinh nhật cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vô cùng cảm động, tiếp nhận lời tỏ tình của Doãn Tư Thần, cũng tỏ rõ tâm ý của mình với anh, chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Nhưng Nhiễm Tịch Vi dai như đỉa vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày hôm sau cố ý đến cửa hàng, xin lỗi vì cuộc phỏng vấn lần trước. Doãn Tư Thần cố ý kéo tay Cố Hề Hề kéo lên, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho cô ta. Cố Hề Hề thấy sự tình đã qua, cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Nhiễm Tịch Vi nữa, lựa chọn tha thứ cho cô ta. Nhìn bộ dáng tán tỉnh của hai người, trong lòng Nhiễm Tịch Vi vô cùng khó chịu, đành phải tự làm mình mất mặt rời đi. Mà Doãn Tư Thần tuy rằng ở trên thương trường bất khả chiến bại, nhưng một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có. Vì thế lại tìm cao thủ tình trường Thượng Kha thỉnh giáo. Thượng Kha liền đưa bí kíp tình yêu mà mình tích lũy nhiều năm cho anh. Doãn Tư Thần mở ra đọc các ghi chú bên trong, không chút do dự lập tức hành động. Đầu tiên là một bữa ăn chưa lãng mạn với Cố Hề Hề, buổi tối lại kéo cô cùng nhau xem phim kinh dị, muốn thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông, bảo vệ vợ khi cô ấy sợ hãi. Ai ngờ Cố Hề Hề cư nhiên không có một tia sợ hãi, ngược lại Doãn Tư Thần bị dọa đến biến sắc, co rúm ở trên sofa cả người run rẩy. Nhìn bộ dáng của anh, cô nhịn không được bật cười. Cuối cùng chỉ đành tắt TV không xem nữa. Kết quả Doãn Tư Thần vì chớt vẫn cứng miệng, lại còn dám nói bộ này không đủ giật gân. Thế là bị Cố Hề Hề dọa cho nhảy dựng lên. Doãn Tư Thần lúc này giống như một đứa trẻ sợ hãi, không dám ngủ một mình. Cố Hề Hề chưa bao giờ thấy anh như thế này, nhịn không được hôn lên môi anh. Hành động này lập tức cho Doãn Tư Thần động lực, bỏ lại tất cả những sợ hãi phía sau. Hai người rốt cục từ giả thành thật trở thành một cặp vợ chồng thực sự. Xem ra phim kinh dị cũng không phải vô dụng. Ngày hôm sau Cố Hề Hề tỉnh dậy, cảm thấy những gì đã xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ đẹp. Để bù đắp cho quá trình yêu đương đã bỏ lỡ, Doãn Tư Thần cố ý từ chối tất cả công việc hẹn hò với Cố Hề Hề. Hai người giống như tất cả các cặp đôi yêu nhau, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau. Không ngờ ham chơi quá mức, Cố Hề Hề không cẩn thận bị sốt. Điều này làm cho bà nội và Doãn Tư Thần đều rất lo lắng, bắt buộc cô ấy phải nghỉ ngơi ở nhà. Mạc Tử Hân biết được Cố Hề Hề bị bệnh, liền đề nghị đến thăm cô ấy. Doãn Tư Thần vô cùng ghen tuông cướp lấy điện thoại tuyên thệ chủ quyền, sau khi cúp máy anh vẫn lo lắng Mạc Tử Hân dây dưa, liền trực tiếp tịch thu điện thoại của vợ. Sau đó lại dỗ dành cô uống thuốc. Cố Hề Hề ngửi thấy mùi vị, vẻ mặt ghét bỏ, làm nũng muốn uống trà sữa. Nhìn vợ như một đứa trẻ, Doãn Tư Thần dứt khoát tự mình uống một ngụm thuốc, rồi kéo cô lại dùng miệng đút cho cô. Cố Hề Hề lo lắng sẽ lây bệnh cho Doãn Tư Thần, đành phải ngoan ngoãn uống thuốc. Sau đó Doãn Tư Thần bế vợ về giường nghỉ ngơi, một bên làm việc một bên dỗ vợ ngủ. Ngày hôm sau anh còn tự mình xuống bếp nấu một nồi trà sữa. Nhìn vào chất lỏng không xác định màu nâu, Cố Hề Hề đầy vẻ từ chối. Ngay khi Cố Hề Hề cho rằng mình khó thoát khỏi một kiếp, Mạc Tử Hân lại mang theo hoa tươi đến thăm. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt,
Doãn Tư Thần ghen tuông cướp Hoa sang một bên. Không ngờ Mặc Tử Hân còn mang đến trà sữa mà Cố Hề Hề thích nhất, hóa ra là do Lâm Tiểu Nhã chỉ điểm. Doãn Tư Thần không ngờ anh ta lại có viện trợ bên ngoài, liền tức giận yêu cầu Cố Hề Hề chọn một trong hai ly trà sữa. Điều này khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kết quả còn chưa đợi cô kịp lựa chọn, Doãn Tư Thần đã cầm lấy cốc trà sữa của Mặc Tử Hân uống một hơi hết sạch. Mà Mặc Tử Hân cũng không cam lòng yếu thế, cầm cốc trà sữa của Doãn Tư Thần làm uống cạn. Chờ Mặc Tử Hân cáo từ rời đi, Cố Hề Hề mới phản ứng lại, mình ngay cả một ngụm trà sữa cũng không được uống. Nhưng nhìn ánh mắt ẩn giấu sát khí của Doãn Tư Thần, cô chỉ có thể vội vàng an ủi trái tim nhỏ bé ghen tuông của anh. Buổi tối Cố Hề Hề đi đến cửa hàng, Lâm Tiểu Nhã nói cho cô biết gần đây doanh thu cửa hàng giảm mạnh. Hơn nữa các cửa hàng khác đều đang đốt tiền làm marketing, mà nguồn lực marketing của chúng ta lại chưa đủ, còn sắp không có tiền nhập hàng tháng sau rồi. Vì vậy, Cố Hề Hề đành phải tìm cổ đông duy nhất Mặc Tử Hân đến họp. Anh ta có một đề nghị, bọn họ có thể quảng cáo trực tiếp trên trang chủ của công ty mình, không mất tiền. Nhưng Cố Hề Hề không muốn nợ người khác nữa, cô cho rằng quảng bá vẫn nên làm từng bước thì hơn. Ngay khi Mặc Tử Hân muốn tiếp tục khuyên nhủ, ánh sáng trong cửa hàng đột nhiên tắt. Cố Hề Hề và Lâm Tiểu Nhã lập tức đi kiểm tra mạch điện. Lúc này Doãn Tư Thần vừa vặn đến đón Cố Hề Hề về nhà, thấy Mặc Tử Hân đang giúp thay bóng đèn, nhịn không được lên tiếng châm chọc, đường đường là chủ tịch tập đoàn Văn Nghiệp lại chạy tới giúp vợ người khác làm công việc vất vả. Mặc Tử Hân phớt lờ hành vi trẻ con của đối phương, thay bóng đèn xong đang muốn đi xuống, không ngờ Doãn Tư Thần theo bản năng vươn tay ra, vừa lúc bị Lâm Tiểu Nhã và Cố Hề Hề trở về nhìn thấy. Thấy hai tình địch nắm tay nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân cũng vội vàng buông tay ra. Sau đó bốn người cùng nhau bàn bạc về chiến lược tiếp thị cho cửa hàng. Mặc Tử Hân đề xuất hoạt động nhân viên mang danh chủ tịch, lợi dụng danh tiếng của bản thân để tuyên truyền cho cửa hàng, hiệu quả tuyên truyền cũng giống như đại sứ thương hiệu. Doãn Tư Thần lại nói không cần phiền phức như vậy, lần này mình tới chính là muốn thu mua toàn bộ cổ phần của cửa hàng từ tay Mặc Tử Hân. Nhưng đối phương lại không đồng ý, hai người không ai nhường ai, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy thuốc súng. Cố Hề Hề chỉ đành hòa giải, nếu muốn làm nhân viên mang danh chủ tịch, vậy một chủ tịch thì có vẻ hơi ít. Hay là Doãn Tư Thần cũng tham gia đi, anh không chút do dự lập tức chốt luôn. Hoạt động này vừa được công bố, quả nhiên thu hút rất nhiều khách hàng nữ. Mặc Tử Hân ôn nhu khí chất của anh trai hàng xóm, ngay lập tức bắt được một đám fan hâm mộ. Mà Doãn Tư Thần bộ dáng người lạ không dám gần, tuy rằng cũng có người thích, nhưng doanh số bán hàng còn không bằng 1/3 của Mặc Tử Hân. Doãn Tư Thần không chịu thua, tỏ vẻ ngày mai khẳng định sẽ vượt qua tình địch. Ngày hôm sau, anh đã thay đổi thái độ thiếu kiên nhẫn của mình, vô cùng kiên nhẫn với khách hàng, còn đồng ý chụp ảnh chung với họ. Đợi đến khi kiểm kê, không nhiều không ít vừa vặn bán ra nhiều hơn Mặc Tử Hân một bộ đồ. Điều này khiến anh vô cùng vui vẻ, lại không biết bộ đồ đó là Cố Hề Hề tự bỏ tiền túi ra mua. Cô biết lòng hiếu thắng của Doãn Tư Thần, cho nên mới giúp anh gian lận một chút. Đồng thời kể từ khi khai trương, hôm nay là lần đầu tiên cửa hàng bán được nhiều quần áo như vậy. Cố Hề Hề vui vẻ không cẩn thận uống quá nhiều, ôm Doãn Tư Thần ngọt ngào hôn môi. Một cảnh thân mật của hai người đều bị Mặc Tử Hân nhìn thấy, đáy lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót. Tiểu Tam từ sảnh thấy tiền mờ mắt lén đi tìm Nhiễm Tịch Vi, dùng nhật ký của Cố Hề Hề đổi được rất nhiều tiền. Nhiễm Tịch Vi mở ra xem nội dung, một ý tưởng khủng khiếp xuất hiện trong tâm trí. Bên này, Mặc Tử Hân biết Cố Hề Hề đang gặp khó khăn về ý tưởng thiết kế, liền cố ý tổ chức một buổi thiết kế để giúp cô ấy tìm cảm hứng. Ai ngờ cảnh hai người cùng xem triển lãm vừa vặn bị Nhiễm Tịch Vi nhìn thấy. Cơ hội tốt này cô ta không thể bỏ qua, vì thế lập tức đến tìm Doãn Tư Thần, nói lại với anh những gì mình nhìn thấy. Mục đích chính là khiêu khích quan hệ của hai người. Vốn tưởng rằng Doãn Tư Thần sau khi trở về sẽ chỉ trích Cố Hề Hề, nhưng cô ta quá đánh giá thấp tình cảm của hai người. Doãn Tư Thần chẳng những không tức giận, thay vào đó anh đưa vợ đến khu vui chơi, nói với cô đây chính là kho tàng cho trí sáng tạo của cô, có thể hữu ích hơn nhiều so với triển lãm nghệ thuật nào đó. Điều này làm cho Cố Hề Hề rất cảm động, đồng thời quả thật cũng giúp cô có được không ít cảm hứng. Sau khi về nhà liền vùi đầu nghiêm túc vẽ bản thảo. Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi hợp tác tổ chức sự kiện thời trang hàng năm, nhưng anh không trực tiếp đến bàn bạc với cô ta mà cho phi ngang đi thay mình. Điều này làm cho Nhiễm Tịch Vi trong lòng càng thêm ghen tị. Nhìn thấy trong kế hoạch có một phần bí ẩn, sau khi biết được là Doãn Tư Thần cố ý chuẩn bị cho Cố Hề Hề, trong đầu cô ta liền nảy sinh một kế hoạch. Vào ngày diễn ra sự kiện, Nhiễm Tịch Vi cố ý dụ nhân viên đi chỗ khác, sau đó bí mật chuyển nhật ký của Cố Hề Hề lên máy tính, muốn cô ấy xấu mặt tại sự kiện này. Nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đi tới, trong lòng cô ta vô cùng đắc ý. Ngay sau đó hình ảnh nhật ký của Cố Hề Hề xuất hiện trên màn hình lớn. Nội dung nhật ký khiến người ở đây hiểu lầm Cố Hề Hề là một người phụ nữ tâm cơ tham tiền, không ngừng chỉ trích. Các phóng viên có mặt vội vàng chụp ảnh, muốn làm một tin tức lớn. Giờ phút này Nhiễm Tịch Vi vẻ mặt đắc ý, mà Doãn Tư Thần vội vàng đi xử lý chuyện này, ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng tắt nó đi. Cố Hề Hề hoảng sợ nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người, không biết nên ứng phó như thế nào. Doãn Tư Thần xử lý xong tất cả kịp thời ôm cô vào lòng, cho cô một cảm giác an toàn chưa từng có. Sau đó anh nắm tay cô cùng đi lên sân khấu, khi phách tuyên bố rằng cô ấy không phải là một kẻ nói dối, mà là người phụ nữ mình muốn bảo vệ suốt đời. Còn chủ động hôn Cố Hề Hề ở hiện trường. Điều này khiến Nhiễm Tịch Vi tức giận đến đen mặt, mà Mặc Tử Hân thì lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Sau đó Doãn Tư Thần tuyên bố tôi không quan tâm là ai dùng những thủ đoạn này gây bất lợi cho vợ tôi, nhưng đối đầu với vợ tôi chính là đối đầu với tôi. Tôi sẽ điều tra chuyện này cho ra nhẽ. Dứt lời liền dẫn theo Cố Hề Hề rời đi.
Sự kiện này ngay lập tức được lên hot search, kinh động đến bố mẹ Doãn Tư Thần ở nước ngoài xa xôi. Mẹ Doãn nổi trận lôi đình với chồng, vì sao con trai kết hôn mà người làm mẹ lại hoàn toàn không biết gì cả. Bố Doãn thấy không giấu được nữa, đành phải nói ra chuyện con trai kết hôn hợp đồng. Mẹ Doãn tức giận quyết định lập tức đặt vé máy bay trở về hỏi tội. Doãn Tư Thần từ sau buổi họp báo cũng không nhàn rỗi. Sau khi xử lý tốt tin tức tiêu cực của Cố Hề Hề, liền bắt đầu điều tra nội bộ. Anh nhìn ra được có người cố ý nhắm vào Cố Hề Hề, bảo Phi Ngang điều tra người khởi xướng vụ việc. Mà Nhiễm Tịch Vi đọc trên mạng về tình yêu thần tiên của hai người, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cô không ngờ thiết kế tỉ mỉ của mình ngược lại còn giúp người ta thể hiện ân ái. Cuộc khủng hoảng đã được dỡ bỏ, Doãn Tư Thần thật vất vả mới tận hưởng được thời gian hạnh phúc của hai người, lại nhận được điện thoại của mẹ. Biết được mẹ chồng sắp về nước, Cố Hề Hề trong lòng thấp thỏm không thôi. Bắt đầu học cách làm thế nào để trở thành một cô con dâu đạt chuẩn. Cô bắt đầu chương trình giảm cân của riêng mình, mỗi bữa chỉ ăn có một xíu xiu. Bà nội nhìn thấy thì không thể tin được, hỏi Doãn Tư Thần có phải lén đổi cháu dâu rồi hay không. Tiếp theo là phóng đại hơn, Cố Hề Hề nghe nói mẹ chồng thích chơi golf, liên danh cả ngày trên sân tập. Mệt đến mức đau lưng còn không chịu dừng lại. Doãn Tư Thần đau lòng Cố Hề Hề giày vò mình như vậy, liền kéo cô ấy ra khỏi sân. Nhưng cô nghĩ đến mình cái gì cũng không học được, trong lòng vô cùng chán nản. Doãn Tư Thần lại bảo cô không cần vì lấy lòng mẹ mà học gì cả, cứ làm chính mình là được rồi. Sau đó anh còn dẫn cô đến quầy thịt nướng, gọi cho cô cánh gà nướng cay biến thái mà cô thích nhất. Chúng ta chỉ là hai người bình thường, ăn đồ mình thích, làm chuyện mình thích. Anh yêu em, vì vậy anh không muốn em vì bất kỳ ai mà thay đổi bản thân mình. Thật ra Cố Hề Hề lo lắng nếu mẹ chồng không thích mình, vậy chẳng phải Doãn Tư Thần bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử hay sao? Anh nghe xong liền đảm bảo mình chắc chắn sẽ khiến mẹ thích cô. Lúc này Cố Hề Hề mới vui vẻ ăn cánh gà. Ngày hôm sau mẹ Doãn từ nước ngoài trở về. Khi thế mẹ Doãn quả nhiên rất mạnh mẽ, đứng đó không nói câu nào khiến người ta không rét mà run. Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề định giới thiệu, đã bị mẹ giành trước hỏi đây là cô Cố phải không? Nếu tôi không đọc tin tức, thì tôi còn không biết từ khi nào mình lại có một cô con dâu. Không khí có chút cứng ngắc, Doãn Tư Thần nhanh chóng hòa giải kéo mẹ đi ăn trước. Trên bàn cơm, Doãn Tư Thần nói bữa trưa hôm nay đều là Cố Hề Hề từ hôm qua đã bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị. Bà nội cũng nói giúp, mẹ Doãn nếm thử thuận miệng nói một câu cũng không tệ lắm. Sau đó Cố Hề Hề gắp củ mài cho Doãn Tư Thần, mẹ Doãn không khỏi cau mày nói Doãn Tư Thần từ bé đã không ăn củ mài, một chút chuyện nhỏ như vậy cô cũng không biết hay sao. Doãn Tư Thần vội vàng giải thích, củ mài sau khi vợ mình cải tiến ăn rất ngon mình không ghét nữa. Buổi tối Cố Hề ngồi một chỗ buồn bã, thái độ ghét bỏ của mẹ chồng khiến cô rất áp lực. Tuy rằng Doãn Tư Thần không ngừng an ủi, nhưng cô vẫn vắt óc suy nghĩ làm thế nào để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mà Nhiễm Tịch Vi biết được mẹ Doãn về nước, ngay lập tức mang theo túi lớn túi nhỏ đến thăm nhà. Mẹ Doãn dường như rất thích cô ta, bảo cô ta và Cố Hề Hề có thời gian trao đổi nhiều chuyện thiết kế. Kết quả Nhiễm Tịch Vi trong lời nói đều ám chỉ, thành tựu của Cố Hề Hề bây giờ là bởi vì Doãn Tư Thần ở sau lưng ủng hộ. Không ngờ Cố Hề Hề một chút cũng không tức giận, ngược lại còn mời mẹ chồng đến cửa hàng quần áo của mình. Hơn nữa còn mời Nhiễm Tịch Vi cùng đi. Sau khi Lâm Tiểu Nhã chào hỏi mẹ Doãn, vừa nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi liền biết kiểu gì cũng tới kiếm chuyện. Cố Hề Hề bảo Lâm Tiểu Nhã đi lấy giúp mình bộ lễ phục mình đã làm cho mẹ chồng. Nhưng Lâm Tiểu Nhã thông minh sợ Nhiễm Tịch Vi gây rối, liền cố ý lấy cái bên cạnh. Nhiễm Tịch Vi quả nhiên nhân cơ hội châm chọc thiết kế của Cố Hề Hề mất phong độ. Loại quần áo này làm sao có thể xứng với địa vị và thẩm mỹ của mẹ Doãn? Lâm Tiểu Nhã cuống quýt giải thích mình lấy nhầm. Sau đó lại nhấn mạnh đây chính là bộ đồ mà lần trước Nhiễm Tịch Vi đã mặc trong buổi lễ thời trang. Lúc đó Cố Hề Hề thấy cô mặc không vừa người, nên cố ý mua về sửa lại định tặng cho cô. Một phen châm chọc của Lâm Tiểu Nhã khiến Nhiễm Tịch Vi tức giận, cô nén lửa giận tìm cớ rời đi trước. Lúc này Lâm Tiểu Nhã mới lấy ra bộ lễ phục do Cố Hề Hề thiết kế. Mẹ Doãn nhìn lễ phục được thiết kế tinh xảo, rốt cục đối với con dâu có chút thay đổi. Còn nói mình sẽ mặc bộ này trong buổi gặp mặt hôm sau. Buổi tối Doãn Tư Thần đang định đi hẹn hò với Cố Hề Hề thì mẹ đột nhiên đến công ty kiểm tra. Vừa gặp mặt liền mắng con trai bị ma xui quỷ khiến. Người thừa kế được bà đào tạo cẩn thận, không thể cứ như vậy bị hủy hoại trong tình yêu nam hoan nữ ái, cho rằng anh nhất định sẽ bị Cố Hề Hề hủy hoại. Doãn Tư Thần không tán thành ý kiến của mẹ. Trước kia anh chỉ quan tâm đến thắng thua trên thương trường. Chính là sự xuất hiện của Cố Hề Hề mới khiến anh có được cảm xúc của người bình thường. Cảm nhận được cảm giác yêu một người như thế nào. Trước kia con có thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ, nhưng lần này con muốn bảo vệ người con muốn bảo vệ. Anh cho rằng mẹ sẽ giống như khi con nhỏ, tìm mọi cách để lấy đi những gì mình thích, không ngờ mẹ lại nở nụ cười. Giải thích từ nhỏ con thích cái gì là mẹ lấy cái đó, mẹ làm vậy chỉ vì muốn con học cách thủy chung, để tương lai có thể đối mặt với người mà con thật lòng yêu thích. Mấy ngày nay tiếp xúc, bà phát hiện ra Cố Hề Hề thực sự là một cô gái tốt, dặn dò con trai phải trân trọng đoạn tình cảm này. Tảng đá lớn trong lòng Doãn Tư Thần cuối cùng cũng buông xuống, vội vàng chạy tới địa điểm đã hẹn với Cố Hề Hề. Ôm chặt cô ấy trong vòng tay của mình, cuối cùng không có trở ngại nào ngăn cản họ ở bên nhau nữa. Hôm sau, Doãn Tư Thần dẫn ba nóc nhà đi mua sắm. Một mình anh xách theo túi lớn túi nhỏ, oán giận hình như mình được nhặt về, còn Cố Hề Hề mới là con ruột. Nhưng mẹ Doãn và bà nội không coi anh ra gì. Vẫn là vợ Cố Hề Hề đau lòng cho anh được 3 giây, liền bị mẹ gọi đi mất. Cuộc sống như vậy thật ra chính là mong muốn trong lòng Doãn Tư Thần. Sau khi mua sắm, mẹ Doãn cố ý dẫn theo Cố Hề Hề tham dự bữa tiệc của các phu nhân xã hội thượng lưu.
Bà còn tự hào giới thiệu lễ phục trên người chính là thiết kế của con dâu. Các phu nhân ngoài miệng tuy rằng không ngừng khen Cố Hề Hề khéo tay, kỳ thật từ đáy lòng đều xem thường xuất thân của cô. Điều này làm cho Cố Hề Hề trong lòng có chút không thoải mái, cũng nhận ra chênh lệch thân phận giữa mình và Doãn Tư Thần, tâm tình không khỏi có chút sa sút. Mẹ Doãn nhìn ra áp lực của cô, nói với cô đây chính là cuộc sống mà những người như chúng ta tập mãi cũng thành quen, cũng là cuộc sống của Doãn Tư Thần. Nếu con đã chọn gả cho nó, thì phải thích ứng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau và thay đổi vì nhau. Sau này đi trên con đường này vẫn sẽ có khó khăn, nhưng con cứ yên tâm, mẹ đều sẽ hết lòng ủng hộ con. Những điều này khiến Cố Hề Hề vô cùng cảm động. Sau khi về nhà, cô cảm thấy cần phải cải thiện bản thân, vì thế quyết định đi học thêm 3 tháng ở nơi khác. Vừa nghe phải cách nhau một thời gian dài như vậy, Doãn Tư Thần lập tức phản đối. Nhưng mặc kệ anh có làm nũng thế nào, Cố Hề Hề đều quyết tâm phải nâng cao trình độ thiết kế của mình. Thế là Doãn Tư Thần liền trẻ con đem chứng minh thư của vợ lén lút giấu đi, hại cô phải tìm kiếm khắp phòng. Mắt thấy sắp lộ tẩy, anh lại cố ý giả bộ đau đầu. Tuy nhiên ma cao một thước đạo cao một trượng. Cố Hề Hề giả vờ quan tâm anh, sau đó sử dụng mỹ nhân kế thành công lấy lại chứng minh thư giấu dưới gối. Mắt thấy chiêu này bị vợ vạch trần, anh không có cách nào đành phải kiểm tra từng bộ quần áo của cô. Quần áo vừa hở hang vừa đẹp mắt đều được chọn ra. Không chỉ chuẩn bị một chiếc áo ngắn tay in ảnh tình yêu của hai người, còn có một bức ảnh hai người hôn nhau. Mục đích chính là để cho mọi người biết Cố Hề Hề là hoa đã có chủ, là người phụ nữ của Doãn Tư Thần. Nhưng những bộ quần áo này đều là tác phẩm do Cố Hề Hề thiết kế, cô nhất định phải mang theo. Doãn Tư Thần vừa nghe, liền ngồi ở đầu giường giận dỗi như một đứa trẻ. Cố Hề Hề thấy vậy, liền chủ động đề nghị cho anh một phần thưởng nhỏ. Kết quả ngày hôm sau, Doãn Tư Thần tỉnh lại phát hiện Cố Hề Hề đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy hẹn 3 tháng sau gặp lại. Anh vội vàng chạy đến cửa hàng tìm người, Lâm Tiểu Nhã nói Cố Hề Hề đã lên máy bay từ lâu. Doãn Tư Thần không tin gọi tên của vợ một hồi nhưng không ai đáp lại. Lâm Tiểu Nhã nhìn bộ dạng thương tâm khổ sở của anh, nói không phải cô ấy chỉ đi học thêm thôi sao, cũng không phải là không trở về. Sau khi đến công ty, Doãn Tư Thần không có cách nào để yên tâm làm việc. Bắt đầu tính toán vợ đã đi được 8 tiếng 59 phút, còn 2 tháng 29 ngày 15 tiếng 1 phút nữa cô ấy mới trở về. Phi Nga nói nếu anh đã nhớ cô ấy như vậy, vậy thì đi gặp cô ấy đi. Nhưng Doãn Tư Thần lại nói hai người mới tách ra 8 tiếng đồng hồ, nếu đi tìm cô ấy hình tượng chủ tịch bá đạo sẽ sụp đổ mất. Sau này tôi ở nhà làm thế nào để nắm quyền chủ động. Không ngờ Phi Ngang vừa nói 2 phút nữa là 9 tiếng, anh lập tức bảo đối phương mau đặt vé máy bay. Mà bên này Cố Hề Hề vừa đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm homestay, liền vô tình gặp Mạc Tử Hân tới nơi này công tác. Với sự giúp đỡ của anh, cô rất thuận lợi tìm được điểm dừng chân. Chủ nhà nghĩ rằng hai người là một cặp vợ chồng, còn khen Mạc Tử Hân vô cùng chu đáo tỉ mỉ. Điều này làm cho Cố Hề Hề cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích quan hệ của hai người chỉ là bạn bè. Mà Doãn Tư Thần vừa mới tìm được đến nơi, lại phát hiện vợ và tình địch vừa nói vừa cười đi ra. Nhưng anh đã đồng ý với vợ sẽ không đến quấy rầy cô ấy học thêm, cho nên chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau hai người họ. Nhìn Mạc Tử Hân và Cố Hề Hề trò chuyện vui vẻ, trong lòng anh vô cùng ghen tuông. Cố ý dặn dò người phục vụ cho Mạc Tử Hân một món súp siêu cay, cứ nói là được tặng miễn phí. Mạc Tử Hân không hề phòng bị ăn một miếng, kết quả cay đến bốc khói. Doãn Tư Thần ở một bên cười như ngả. Thế nhưng anh không ngờ Cố Hề Hề lại chủ động đổi súp của mình cho tình địch. Hành động thân mật này khiến Doãn Tư Thần sinh ra cảm giác nguy cơ, lo lắng Mạc Tử Hân sẽ thừa nước đục thả câu. Vì vậy, anh ngay lập tức đến gặp hiệu trưởng của trường mà Cố Hề Hề đang học, vừa quyên góp tiền vừa quyên góp tòa nhà giảng dạy, chỉ để trở thành một giáo viên đặc biệt. Hiệu trưởng sảng khoái đáp ứng điều kiện của anh. Vì thế Doãn Tư Thần lấy bút danh Zoro, trở thành thầy phụ trách của Cố Hề Hề, bắt đầu nói chuyện trực tuyến với cô về việc học, dự định ở sau lưng lặng lẽ chiếu cố cô 3 tháng. Nhưng không ngờ bởi vì không thích nghi với khí hậu và áp lực tinh thần quá lớn, Cố Hề Hề ngất xỉu trong phòng trọ. May mắn Mạc Tử Hân phát hiện đưa cô đến bệnh viện. Anh vốn định ở lại chăm sóc Cố Hề Hề, nhưng trợ lý nói công ty có việc gấp cần anh trở về xử lý. Mạc Tử Hân chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Mà Doãn Tư Thần cũng nhận được giấy nghỉ ốm của Cố Hề Hề, liền vội vã chạy đến bệnh viện. Nhìn vợ đang nằm mê man trên giường bệnh, Doãn Tư Thần rất đau lòng, cả đêm không ngủ ở bên cạnh cô. Ngày hôm sau Cố Hề Hề thức dậy thấy bữa sáng ở đầu giường, còn tưởng rằng Mạc Tử Hân mua cho mình. Không ngờ Mạc Tử Hân lại hỏi cô có đói không để mình đi mua bữa sáng. Nhìn vào bánh quẩy và sữa đậu nành trên bàn, Mạc Tử Hân đoán được là Doãn Tư Thần mua. Để cho Doãn Tư Thần xuất hiện, anh cố ý đưa Cố Hề Hề đến nhà hàng ăn cơm. Lần này Doãn Tư Thần rốt cục nhịn không được, dùng danh nghĩa giáo viên gửi rất nhiều tin nhắn cho Cố Hề Hề, yêu cầu cô đến văn phòng trường để tìm mình. Sau đó anh lại vội vàng kéo một người dọn dẹp tới, để đối phương đóng giả làm Zoro. Còn anh thì thông qua tai nghe chỉ huy từ xa. Nhưng những câu nói của người dọn dẹp vô cùng lộn xộn, không khỏi làm cho Cố Hề Hề có chút hoài nghi. Sau khi quan sát cẩn thận, cô phát hiện trên người đối phương mặc áo khoác của Doãn Tư Thần, nhất thời hiểu được là chồng mình ở sau lưng giở trò. Vì thế trong lòng cô lập tức có một chú ý. Sau khi trở về, Cố Hề Hề gửi tin nhắn cho Zoro, cảm ơn sự chăm sóc của anh thời gian qua, hơn nữa còn mời anh ăn cơm. Doãn Tư Thần nghĩ điều gì đến cũng sẽ đến, mình sớm muộn gì cũng bị phát hiện không bằng thẳng thắn sớm một chút. Không ngờ hôm sau Doãn Tư Thần vừa đến dưới lầu nơi Cố Hề Hề ở, trong điện thoại lại nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy. Thế là anh bất chấp sự ngăn cản của nhân viên quản lý, lao thẳng vào phòng của cô. Kết quả lại thấy cô đang nhàn nhã ngồi trên sofa uống rượu vang đỏ. Doãn Tư Thần nhất thời hiểu được mình đã bị lừa.
thấy mưu kế của mình bị vạch trần, anh không hề có thái độ nhận sai, còn hợp tình hợp lý nói mình làm vậy là để bảo vệ cô. Cô hề hề hiểu được nỗi khổ tâm của chồng, chỉ là cô muốn thoát khỏi sự che chở của anh, hiểu được trình độ của bản thân là như thế nào, sau đó cố gắng cải thiện bản thân mới có tư cách sóng vai cùng anh. Doãn Tư Thần nghe vậy cũng quyết định tôn trọng sự lựa chọn của cô, hiện giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, tiếp tục chịu đựng nỗi khổ tương tư của mình. Thời gian chớp mắt đã đến 3 tháng sau, cô hề hề cuối cùng cũng học xong có thể về nhà. Doãn Tư Thần cuối cùng không phải chịu nỗi khổ tương tư nữa. Hai người vừa bước vào nhà, lập tức kích động nồng nhiệt hôn môi. Đúng lúc này đèn trong nhà đột nhiên sáng lên, không ngờ gia đình lại chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ chào đón cô hề hề trở về. Bầu không khí nhất thời lúng túng đến cực điểm. Mẹ Doãn vội vàng nói hôm nay cũng muộn rồi, bảo hai người mau trở về nghỉ ngơi. Thấy họ yêu nhau như vậy, bà nội rất vui vì mong muốn có chất sắp thành hiện thực. Sau khi trở về phòng, cô hề hề vừa thu dọn hành lý, vừa nói với Doãn Tư Thần thương hiệu của mình muốn gia nhập Wyman. Nhưng Doãn Tư Thần đã gấp gáp không nhẹ, nhắc nhở cô nên vào chủ đề chính rồi. Thật sự là vợ chồng ân ái ngọt ngào như mật. Ngày hôm sau tại công ty, Doãn Tư Thần triệu tập vài vị tướng đắc lực lo chuyện cửa hàng của vợ gia nhập Wyman, còn dặn dò bọn họ đây là hạng mục của bà chủ Wyman. Sau đó lại công khai rắc cơm chóa, khiến Phi Ngang chịu không nổi phải lấy kính râm ra đeo vào. Cùng lúc đó, mẹ Doãn cố ý mang theo một đám chị em đến tăng doanh thu cho con dâu, không ngừng khen con dâu vừa đẹp vừa có năng lực, làm cho Lâm Tiểu Nhã nhịn không được cảm thán bà ấy thật sự quá mạnh mẽ. Mà mẹ Doãn cũng thừa biết tâm tư của Nhiễm Tịch Vi đối với con trai, liền cố ý hẹn cô ta gặp mặt. Nhiễm Tịch Vi còn tưởng rằng mẹ Doãn không thích Cố Hề Hề, không ngừng nói về tình cảm mình và Doãn Tư Thần cùng nhau lớn lên. Không ngờ bà lại nói chỉ coi cô ta như con gái ruột, ám chỉ cô ta có thể giữ bổn phận của mình. Hơn nữa để Nhiễm Tịch Vi không còn lý do để tiếp tục dây dưa với con trai mình, mẹ Doãn giới thiệu đối tác mới cho cô ta. Hành động của bà khiến Nhiễm Tịch Vi vô cùng bất mãn. Bên ngoài cô ta mỉm cười cảm ơn, nhưng sau khi trở về lập tức thay đổi sắc mặt, càng không muốn buông tha chấp niệm trong lòng. Hôm sau Phi Ngang tìm được camera giám sát trong sự kiện thời trang lần trước, phát hiện là do Nhiễm Tịch Vi gây ra. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là hủy bỏ hợp đồng hôn nhân với Cố Hề Hề, vì hợp đồng này không còn cần thiết nữa. Sau đó khi Doãn Tư Thần đang ở văn phòng xem hợp đồng, thì Nhiễm Tịch Vi vừa vặn tìm tới. Anh vội vàng giấu hợp đồng hôn nhân đi, tiếp theo trực tiếp đem video giám sát phát cho Nhiễm Tịch Vi xem. Sự tình bại lộ nhưng cô ta không có nửa điểm bối rối, ngược lại giải thích mình chỉ là muốn Doãn Tư Thần nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Hề Hề. Cô ấy là một kẻ nói dối, kết hôn với anh là vì tiền của anh, không xứng để anh đối xử tốt như vậy. Doãn Tư Thần tin chắc rằng Cố Hề Hề không phải là người như vậy và cảnh cáo Nhiễm Tịch Vi nếu có lần sau, đừng trách mình không nể tình bạn bè, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Nói xong anh lấy cớ mình còn cuộc họp đuổi cô ta đi. Nhiễm Tịch Vi không cam lòng nắm lấy tay Doãn Tư Thần, cố gắng biện minh cho chính mình, lại bị anh lạnh lùng hất sang một bên. Ai ngờ lại để cho cô ta vô tình phát hiện ra hợp đồng hôn nhân bên dưới tài liệu. Nhiễm Tịch Vi vì yêu sinh hận, quyết định phơi bày cuộc hôn nhân hợp đồng của hai người, cho tất cả mọi người biết vợ chồng họ cũng không phải là tình yêu cổ tích gì hết. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề chưa biết chuyện vẫn đang thể hiện ân ái trong cửa hàng, chuẩn bị cho một bữa ăn chưa lãng mạn. Kết quả còn chưa ra khỏi cửa đã bị một lượng lớn phóng viên bao vây. Vấn đề đột ngột này trong nháy mắt làm cho hai người không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may Thượng Kha cùng bạn gái đi ra giải vây, hai người lúc này mới nhân cơ hội chạy ra ngoài. Doãn Tư Thần bình tĩnh lại, thấy hợp đồng hôn nhân của hai người bị tung lên mạng, lập tức nghĩ đến chuyện này chính là do Nhiễm Tịch Vi gây ra. Nhưng giờ phút này anh cũng không để ý truy cứu trách nhiệm của ai, bởi vì giá cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh. Việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện này. Cố Hề Hề cũng đề nghị chia sẻ trách nhiệm với anh. Doãn Tư Thần cũng cam đoan sẽ không để cho cô bị tổn thương gì. Sau đó Doãn Tư Thần vội vàng trở về xử lý vấn đề công ty. Cố Hề Hề cũng phải trở về cửa hàng quần áo làm việc. Không ngờ giá cổ phiếu sụt giảm khiến những người chơi cổ phiếu phẫn nộ, bọn họ chạy đến ném trứng thối và rau vào người Cố Hề Hề. Cũng may Mặc Tử Hân kịp thời chạy tới thay cô ngăn cản. Mà tình hình của Doãn Tư Thần trong công ty cũng không dễ chịu. Các cổ đông đang truy cứu trách nhiệm của anh. Nếu anh không kết hôn giả, giá cổ phiếu sẽ không giảm mạnh như vậy. Bây giờ biện pháp khắc phục duy nhất đó là có được sự thông cảm của Alex. Tuy nhiên dù đã gửi rất nhiều email, nhưng Alex vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Các cổ đông sử dụng lý do này yêu cầu đình chỉ chức vụ của Doãn Tư Thần trong 15 ngày. Nếu sau đó không thể dập tắt sự việc này, thì anh sẽ buộc phải từ chức. Cuộc họp vừa kết thúc, Doãn Tư Thần liền biết được tin Cố Hề Hề xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới cửa hàng. Thấy cô ấy không sao lúc này anh mới yên tâm, đồng thời cũng cảm ơn Mặc Tử Hân đã giúp đỡ. Nhìn hai người ôm nhau, Mặc Tử Hân ảm đạm rời đi. Có lẽ đối với anh, có thể yên lặng bảo vệ cô gái mình yêu cũng đã thỏa mãn. Buổi tối Doãn Tư Thần dẫn theo Cố Hề Hề đến căn cứ bí mật của mình. Mỗi khi gặp phải khó khăn thất bại anh đều sẽ đến đây. Hai người cổ vũ lẫn nhau, quyết định cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Sáng hôm sau, vì sợ Cố Hề Hề lại bị thương tổn, bà đã chuẩn bị cho cô một chiếc ô, còn mẹ chồng cũng chuẩn bị cho cô gậy bóng chày để cô tự vệ. Nhưng đều bị Cố Hề Hề từ chối. Sau đó Doãn Tư Thần đưa vợ đến cửa hàng, lại phát hiện ngoài cửa đã bị người ta vẽ nguệch ngoạc. Hai vợ chồng nhìn vào bức ảnh chụp chung bị chơi khăm, chỉ có thể cười ra nước mắt. Hiện tại sắp đến đại hội đồng cổ đông xử lý Doãn Tư Thần, mà Alex vẫn chưa hề có bất kỳ phản hồi nào. Trong đại hội cổ đông, nếu Doãn Tư Thần không thể đạt được ít nhất 3 phiếu ủng hộ thì sẽ bị cách chức.
Đầu tiên Doãn Tư Thần đến tìm Dương Tổng đang chơi golf, muốn tranh thủ một cơ hội cho bản thân. Thế nhưng Dương Tổng căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện. Doãn Tư Thần vừa gọi điện thoại cho Phi Ngang, bảo đối phương điều tra xem gần đây ai tiếp xúc với Dương Tổng, lại bất ngờ nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi ở đây. Anh lập tức hiểu được chính là cô ta đang gây khó dễ. Nhiễm Tịch Vi cực lực giải thích đây chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng Doãn Tư Thần còn lâu mới tin. Anh hỏi cô ta rốt cuộc muốn làm gì, Nhiễm Tịch Vi nghe vậy cũng không vòng vo, nói mình muốn cho anh một cơ hội lựa chọn nữa. Chỉ cần anh rời khỏi Cố Hề Hề, cô ta sẽ giúp anh có được sự đồng ý của Trần Tổng và Dương Tổng. Doãn Tư Thần đã hoàn toàn chán ghét Nhiễm Tịch Vi dây dưa không dứt, nói thẳng cho dù không có Cố Hề Hề mình cũng sẽ không thích cô ta. Nhiễm Tịch Vi không hiểu Cố Hề Hề rốt cuộc có gì đáng để anh hy sinh nhiều như vậy. Cô ấy có thể làm gì khi anh cần giúp đỡ nhất? Doãn Tư Thần đáp tình yêu không bao giờ là một sự trao đổi ngang giá, không phải cứ hy sinh là phải nhận lại điều gì mới được. Cho dù cô ấy không thể làm gì anh cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong anh liền xoay người rời đi. Buổi tối Cố Hề Hề đóng cửa hàng chuẩn bị về nhà, phía sau lại có người cầm dao chậm rãi tiến lại gần. Ngay khi Cố Hề Hề cho rằng mình khó thoát khỏi một kiếp, cũng may Doãn Tư Thần và Phi Ngang kịp thời chạy tới. Cố Hề Hề vẫn chưa hoàn hồn sợ hãi ôm lấy Doãn Tư Thần, rốt cục nhịn không được cất tiếng khóc lớn. Cố Hề Hề sau khi về nhà nghỉ ngơi một hồi, rốt cục phục hồi lại tinh thần. Cô thấy Doãn Tư Thần còn đang thức đêm tăng ca, liền đưa cho anh một phần thức khuya. Lúc này cô nhìn thấy tin tức của Trần Tổng trên máy tính, liền hỏi đối phương có phải là cổ đông của Wyman hay không. Doãn Tư Thần vừa vặn nói ngày mai là sinh nhật của Trần phu nhân, mình có thể sẽ về trễ. Cố Hề Hề điều tra tin tức của Trần phu nhân, phát hiện cô ấy trước khi gả cho Trần Tổng cũng là người mẫu, xem như là tiền bối của Lâm Tiểu Nhã. Mà Trần Tổng đối với vợ từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Chỉ cần giải quyết được Trần phu nhân là sẽ có cơ hội thuyết phục Trần Tổng ủng hộ Doãn Tư Thần. Thế là buổi tối, Cố Hề Hề liền đi theo Doãn Tư Thần đến tham gia tiệc sinh nhật của Trần phu nhân. Điều không ngờ là cô ấy và Trần phu nhân lại trò chuyện vô cùng thân thiết, còn thành công giúp Doãn Tư Thần có được cơ hội nói chuyện với Trần Tổng. Nhiễm Tịch Vi ở một bên nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng bất mãn. Hóa ra lúc trước Cố Hề Hề đã từng giúp Trần phu nhân một việc. Hôm đó ở một bữa tiệc Trần phu nhân đụng hàng với người mà mình ghét, cho nên đứng trong nhà vệ sinh buồn bực. Vừa hay Cố Hề Hề và Lâm Tiểu Nhã đang ở đó. Cố Hề Hề liền ra tay thêm vài điểm nhấn cho chiếc váy của Trần phu nhân, giúp đối phương nổi bật trong bữa tiệc. Vì vậy hai người mới trở nên thân thiết. Sau một số nỗ lực, Doãn Tư Thần thành công nhận được sự ủng hộ của Trần Tổng. Mà Trần Tổng và Tôn Tổng là bạn thân, vì vậy anh đã có được 2 phiếu. Nhưng mặc dù vậy các giám đốc khác trong hội đồng quản trị vẫn vô cùng bất mãn với anh. Hiện tại chỉ có nhận được sự ủng hộ của Alex mới có thể xoay chuyển cục diện. Doãn Tư Thần quyết định bay một chuyến tới Milan, đích thân đến tìm Alex xin lỗi. Cố Hề Hề liền đề nghị mình muốn đi cùng anh, dù sao chuyện này cô cũng có trách nhiệm. Sau khi tới Milan hai người đến công ty của Alex, nhưng trợ lý của Alex lại nhất định không cho biết lịch trình của anh ấy. Cũng may Cố Hề Hề có trợ thủ, chính là nhà thiết kế mà lần trước cô đã thuận tay giúp đỡ trước đó, cuối cùng cũng biết được tối nay Alex có một bữa tiệc rượu. Vì vậy hai người đóng giả làm minh tinh, thành công trà trộn vào bữa tiệc. Nhưng nhân viên bảo vệ ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cố Hề Hề đành phải nghĩ biện pháp giữ chân đối phương, bảo Doãn Tư Thần đi tìm Alex giải thích. Nhìn thấy Doãn Tư Thần, Alex có chút bất ngờ, nhưng cũng bảo nhân viên bảo vệ rời đi trước, cho anh ta một cơ hội để giải thích ý định của mình. Doãn Tư Thần thẳng thắn mình quả thật vì hợp đồng mà kết hôn với Cố Hề Hề, nhưng sau khi ở chung hai người lại dần dần thích nhau. Anh biết không nên vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, coi hôn nhân là một trò đùa. Mặc dù lời xin lỗi chân thành khiến Alex có chút xúc động, nhưng anh coi hôn nhân là một điều thiêng liêng, cho nên không thể tha thứ cho Doãn Tư Thần vì lợi ích mà kết hôn hợp đồng. Lúc này Cố Hề Hề đang thấp thỏm bất an ở bên ngoài, lại vô tình nhìn thấy cửa hàng viên nang thời gian trước đó đã cùng Doãn Tư Thần vào. Lúc đó họ đã ở đây viết ra những gì họ muốn nói với bản thân trong tương lai, sau đó cất trong viên nang thời gian lưu trữ trong cửa hàng trong 10 năm. Hiện tại nhìn viên nang thời gian của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề mới biết thì ra anh ấy đã sớm thích mình. Lúc này thấy Doãn Tư Thần xuất hiện, Cố Hề Hề cảm động tiến lên ôm chặt lấy anh. Alex vốn đi theo sau Doãn Tư Thần, nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười hạnh phúc. Vì không thể có được sự tha thứ của Alex, hai người chỉ có thể về nước. Bọn họ cũng hiểu rõ những nỗ lực nên được thực hiện cũng đã thực hiện, bất kể kết quả như thế nào cũng đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Chỉ cần họ ở bên cạnh nhau là đủ. Rất nhanh đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông, Doãn Tư Thần đã chuẩn bị tâm lý cho việc từ chức. Anh phát biểu trước các cổ đông, lần này mình đã mang lại tổn thất cho công ty, nhưng bản thân sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, cố gắng hết sức để cứu vãn tổn thất của công ty. Vậy nên dù kết quả thế nào, anh vẫn rất cảm ơn mọi người. Sau đó đến thời gian biểu quyết, quả đúng như Doãn Tư Thần nghĩ, chỉ có 2 phiếu ủng hộ anh còn 3 phiếu yêu cầu anh từ chức. Ngay khi các giám đốc bỏ phiếu bãi nhiệm Doãn Tư Thần, Alex đột nhiên xuất hiện tại đại hội đồng cổ đông, ủng hộ Doãn Tư Thần tiếp tục làm chủ tịch. Anh nói Wyman nhân tài rất nhiều, nhưng Doãn Tư Thần chỉ có một. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, Doãn Tư Thần đã giảm tổn thất Wyman đến mức thấp nhất, điều này cũng chứng minh rõ năng lực của anh ấy. Dưới sự trợ giúp của Alex, Doãn Tư Thần có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chủ tịch. Anh vô cùng cảm ơn Alex, cũng cam đoan mình nhất định sẽ kinh doanh Marime thật tốt. Alex lại nói phiếu này vẫn phải cảm ơn Cố Hề Hề thì hơn. Hóa ra cô ấy đã viết một email cho Alex, đem cảm ngộ của mình đối với Marime dung nhập vào trong thiết kế, đem ý nghĩ của mình nói cho Alex. Alex cảm nhận được tình yêu của hai người, cuối cùng quyết định tha thứ cho sự lừa dối của họ. Doãn Tư Thần nhịn không được,
chạy tới trao cho Cố Hề Hề một nụ hôn say đắm. Vấn đề của công ty cuối cùng đã được giải quyết. Cố Hề Hề liền chuẩn bị mở một show diễn khai trương, giới thiệu bộ sưu tập mới của mình. Nhưng lại thần thần bí bí không muốn tiết lộ chi tiết cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần tò mò hỏi Lâm Tiểu Nhã nhưng cô ấy cũng không biết. Sau đó anh dùng hai tờ vé concert mà Lâm Tiểu Nhã thích làm mồi nhử, hỏi thăm Cố Hề Hề thích loại cầu hôn nào. Ngay sau đó, Lâm Tiểu Nhã nói với anh về ban nhạc yêu thích của Cố Hề Hề. Trùng hợp thay, Cố Hề Hề cũng đã đặt ban nhạc đó biểu diễn vào show diễn. Hai người không biết đối phương giành tới giành lui, cuối cùng ai cũng từ bỏ ban nhạc không thuê nữa. Mà Nhiễm Tịch Vi bày mưu tính kế một phen, cuối cùng không đạt được mục đích của mình. Nản lòng thoái chí quyết định ra nước ngoài phát triển. Trước khi đi, cô ta cố ý đi tìm Cố Hề Hề một lần. Doãn Tư Thần nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi, theo bản năng bảo vệ Cố Hề Hề ở phía sau. Điều này làm cho Nhiễm Tịch Vi nội tâm một trận chua xót, đề nghị chỉ muốn nói với Cố Hề Hề vài câu trước khi rời đi. Nhiễm Tịch Vi vẫn mãi không hiểu tại sao mình lại thua một người như Cố Hề Hề. Cố Hề Hề liền đáp nếu cô ta thực sự yêu Doãn Tư Thần thì không nên dùng những cách đó để làm hại anh ấy, đó không phải yêu mà là ích kỷ. Nhiễm Tịch Vi phản bác nói Cố Hề Hề thà để anh ấy mạo hiểm đối diện với nguy cơ thất bại cũng không muốn chấp nhận điều kiện của mình. Lẽ nào đó không phải ích kỷ hay sao? Cố Hề Hề nói tình yêu là tình yêu, làm sao có thể tranh giành thắng thua. Trước khi đi, cô chân thành chúc phúc cho Nhiễm Tịch Vi tìm được một nửa còn lại có thể khiến cô ta hạnh phúc cả đời. Nhiễm Tịch Vi rưng rưng nhìn hai người thâm tình ôm nhau, cho dù không cam lòng cũng không thể không buông tay. Một tháng sau, show diễn khai trương của Cố Hề Hề sắp bắt đầu, Alex cũng đến tham dự. Bố mẹ và bà nội đều biết cuối buổi trình diễn hôm nay Doãn Tư Thần sẽ cầu hôn Cố Hề Hề. Ai ngờ Doãn Tư Thần vừa đi thay quần áo trở về, Cố Hề Hề đột nhiên mặc một bộ váy cưới Marie Me xuất hiện dưới ánh đèn flash. Cô chậm rãi đi về phía Doãn Tư Thần, quỳ gối cầu hôn anh trước mặt mọi người. Mặc dù bị cướp trước một bước, Doãn Tư Thần vẫn lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, cùng với Cố Hề Hề hứa hẹn yêu nhau cả đời. Đã trải qua rất nhiều thăng trầm, hai người cuối cùng cũng có một cái kết mỹ mãn dưới sự chúc phúc của mọi người. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.